Chào các bạn đang nghe bộ truyện Linh Dị Cửu Long Chéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn. Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube Thích Nghe Truyện 247. Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Thủy Hỏa có thể khoan dung Kiêm Hà, nhưng nhất định sẽ không dung thứ cho Mộ Dung Nguyên Duệ. Chính tại lúc này, mây đen tiêu tán, Thủy Hỏa mang một thân đầy máu tươi bước ra khỏi hẻm núi Hắc Phong. Sau lưng cô ấy, Lâm Thanh Thủy, Bạch Vô Nhai, Hách Liên Phong Hậu, Chủ Thế Hào lần lượt hiện thân. Chương 407, Bất Tử Chi Thân 1. Sau khi Thủy Hỏa xuất hiện, đại quân ma đạo hò reo vui mừng, âm vang tận mây xanh. Đám người Lâm Thanh Thủy tiếp nhận lời chúc mừng của Khương Tuyết Dương, chỉ có mỗi mình Thủy Hỏa không nhận. Sau khi hiện thân thẳng thừng rời khỏi tầm mắt đại quân ma đạo, bay lên đỉnh đồi. Bay lên rồi, Thủy Hỏa rút thanh đao trấn yêu cắm lên mặt đất, khoanh chân ngồi xuống. Thân sắc của cô ấy mang một nỗi bi thương sâu sắc khó tả, khiến đến lời nói an ủi tôi cũng không thốt ra được. Thủy Hỏa trầm mặt ngồi rất lâu, rồi đột ngột đứng dậy hướng thanh đao lên trời, đọc ra một bài thơ dài, tiền niên phạt nguyệt chi, thành hạ một toàn sư. Phiền hán đoạn tiêu tức, tử sinh trường biệt ly, vô nhân thu phế tướng, quy mã thức tàn kỳ. Dục tế nghi quân tại, thiên nhân khóc thử thời. Bài thơ này do Trương Tích, một người nhà Đường sáng tác, chính là thơ từ về chiến trận bi thương nhất được cổ nhân công nhận đến ngày hôm nay. Dục tế nghi quân tại, thiên nhân khóc thử thời. Tạm dịch là muốn cúng tế người nhưng vẫn hy vọng người còn sống, thời khắc này chỉ có thể than khóc với đất trời. Tôi không cần hỏi có bao nhiêu đệ tử vong hồn của ma đạo đã hy sinh tại hẻm núi Hắc Phong, chỉ dựa vào câu thơ của Thủy Hỏa đọc lên thì trong lòng đã có đáp án. Mà khi cô ấy đọc ra câu thơ cuối, thì hai dòng lệ lặng lẽ tuôn trên má. Thần minh sẽ không rơi lệ, nhưng thần minh của ma đạo không nằm trong số đó, tử thần ma đạo, biết đau buồn cũng biết rơi lệ. Không nhẫn tâm nhìn chúng đệ tử vong hồn của ma đạo hy sinh nơi chiến trường, bởi vì sau khi họ chết đi sẽ trực tiếp tiêu tán, ngay cả cờ chiêu hồn cũng không thu được ý chí anh linh của họ. Thấy cô ấy khóc thương tâm đến thế, tôi tiến lại gần nhẹ nhàng ôm cô ấy từ phía sau. Tạ Lan, họ đều là những vong hồn mới thu nhận, vốn dĩ không có tư cách tham chiến. Là em, miễn cưỡng triệu hồi bọn họ ra ngoài chiến đấu, là em hại chết bọn họ. Thủy Hỏa nghẹn ngào nói, họ đều hy sinh vì ma đạo, đây không phải lỗi của em. Tôi nói, anh biết sau khi chết họ sẽ đi đâu không? Quỷ chết là tận diệt, bọn họ đã hồn bay phách tán rồi. Không phải đâu, bọn họ đều được em hấp thu rồi, hiện giờ họ đều sống trong cơ thể của em. Thủy Hỏa đẩy tôi ra, lớn tiếng nói, cái gì cơ? Tôi kinh ngạc hỏi, không chỉ mỗi họ đâu. Còn có quỷ quân của Âm Sơn Pháp Mạch. Tạ Lan, em không muốn làm tử thần nữa. Nói xong lời ấy, Thủy Hỏa đã không còn là tướng phá quân của ma đạo, cũng không có nửa phần uy nghiêm của tử thần. Hiện giờ cô ấy dường như đã quay về Hoàng Hà, biến thành thiếu nữ Lâm gia vốn đã chết trong oán niệm kia. Em có thể cảm nhận sự tồn tại của họ sao? Tôi hỏi. Không thể, em chỉ có thể cảm nhận nỗi bi thương, một nỗi thống khổ vô tận. Lúc đó tôi và Thủy Hỏa đều không biết đến sự tồn tại của hồn năng. Vì thế chúng tôi không rõ vì sao cô ấy lại thành thế này. Thủy Hỏa nói, mới đầu cô ấy còn lo lắng bản thân không có cách nào phóng thích huy áp tử thần một cách hoàn chỉnh, thậm chí chuẩn bị tự tổn thương thần hồn. Chính lúc này, những vong hồn đã chết đi kia dường như cảm nhận thấy điều đó, bắt đầu lần lượt hóa thành khí đen xuyên vào trong cơ thể cô ấy, từ đó về sau trong tim cô ấy có một nỗi bi thương vĩnh viễn không thể hóa giải được. Rất lâu về sau tôi mới hiểu, bi ai là trách nhiệm nặng nề mà mỗi vị tử thần đều bắt buộc phải gánh chịu. Tương tự cờ chiêu hồn bên trong huyền quan của tôi. Tạ Lan, chúng ta quay về thôi. Một lúc lâu sau, Thủy Hỏa đứng dậy rời khỏi vòng tay tôi. Được, bước xuống đồi núi, Thủy Hỏa lại biến trở lại dáng vẻ lạnh lẽo của tử thần. Không thể đến gần, không thể tiếp cận, cũng không thể vùi dập. Chỉ cần ma đạo còn có chiến tranh, thì Thủy Hỏa mãi mãi là tướng phá quân của ma đạo, những yếu đuối mỏng manh thuộc về thiếu nữ nhà họ Lâm cũng vĩnh viễn sẽ không lộ diện trước mặt người khác. Trong quân trướng không có bàn ghế hay giường kỷ, chỉ có một bộ da thu lót dưới đất để nghỉ ngơi. Bây giờ cách bình minh vẫn còn sớm, tôi giúp cô ấy cởi bỏ bộ giáp xương cốt hắc kim, rồi chuẩn bị ra khỏi quân trướng đi đến chỗ đóng quân trực ban. Chính vào lúc đó, Thủy Hỏa gọi tôi đứng lại, tôi vừa quay người, liền va phải lưỡi đao sắc bén lạnh lẽo. Chút xíu nữa lại quên mất một chuyện rất quan trọng, Thủy Hỏa lạnh lùng liếc tôi nói, chuyện gì vậy? Toàn thân tôi đổ mồ hôi như chút nước, chuyện của Mộ Dung Nguyên Duệ, có phải anh nợ em một lời giải thích không? Thủy Hỏa, anh và cô ấy hoàn toàn không có gì hết. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cũng không thể có liên quan gì đến nhau được. Tôi nói, tuy rằng tôi thừa nhận rằng tôi có một tình cảm không thể xóa nhòa đối với Mộ Dung Nguyên Duệ, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ tôi tuyệt đối không có kết quả với cô ấy. Sợi nhân duyên trên đá tam sinh không có tác dụng gì với Thiên Tôn, mà Mộ Dung Nguyên Duệ cách Thiên Tôn chỉ thiếu một bước nữa mà tôi cũng như vậy. Chúng tôi hiện giờ vẫn chưa đạt đến cảnh giới có thể cắt đứt tơ tình, nhưng mà khi trở thành Thiên Tôn thì mọi chuyện sẽ khác. Sức mạnh càng cường đại, sứ mệnh phải gánh vác lại càng nặng nề hơn. Đại chiến đang cận kề, em cũng không muốn vướng vào vấn đề rắc rối này với anh nữa. Chẳng qua em muốn anh phải nhớ kỹ câu này, giữa em và Mộ Dung anh chỉ có thể chọn một người, có em thì không có cô ta. Thủy Hỏa đanh thép nói, anh hiểu, chương 408, Bất Tử Chi Thân 2. Không chỉ đơn giản vì nhân quả giữa Phá Quân và Cửu Thiên Huyền Nữ, Tử Thần và Chiến Thần cũng đồng thời đối địch không đội trời chung. Ra khỏi quân trướng, tôi ngự kiếm lượn một vòng quan sát xung quanh. Sau khi quay lại liền phát hiện quân trướng của Khương Tuyết Dương vẫn còn sáng đèn, liền đi vào bên trong. Nhắc đến chuyện của Thủy Hỏa, Khương Tuyết Dương cũng không tìm ra cách lý giải hợp lý, chỉ lờ mờ phán đoán Thủy Hỏa có khả năng đã thức tỉnh một kỹ năng vô cùng lợi hại nào đó của Tử Thần. Tuy rằng cô ấy đã đọc đạo tàng hết một lượt, nhưng sự kiện thuộc thời kỳ Thái Cổ đã bị thiên đạo xóa sạch hoàn toàn, cô ấy cũng không tra được ra đây là kỹ năng gì, đối với Thủy Hỏa là phúc hay họa. Hồi lâu, Khương Tuyết Dương nói, đạo tàng dù không có ghi chép chi tiết những gì liên quan đến Tử Thần, nhưng Âm Ty chắc chắn biết rõ. Đáng tiếc không thể đến Âm Ty hỏi cho ra nhẽ. Tôi nói, cần gì đi hỏi, mà đạo đánh thắng trận chiến vong hồn tại hẻm núi Hắc Phong, Âm Ty ắt hẳn sẽ có động thái không nhỏ, đến lúc đó chúng ta liền có thể từ trong phản ứng của bọn chúng tìm thấy đáp án mà thôi. Trận chiến hẻm núi Hắc Phong, chấn động cả tam giới. Trước quỷ môn quan của Âm Ty, quỷ đế vương phía tây tiền nhiệm đứng trên đài bái tướng, hạo kỳ bay phất phới, chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Âm Ty chưa từng thiếu thốn âm binh, cho dù vướng phải kiếp nạn huyết hải phù đồ, cũng dễ dàng điều động 10 vạn âm binh. Tuần Dương phán quan xuất hiện ở cửa âm dương giới, phi thân đến trước mặt Vương Chân Nhân. Tuần Dương phán quan du hành hai giới âm dương, những thông tin về ma đạo chiến đấu với Âm Sơn đều do hắn phụ trách thăm dò. Chiến sự thế nào rồi? Không đợi Tuần Dương phán quan mở lời, Vương Chân Nhân đã không đợi được vội vã tra hỏi. Hồi bẩm chân nhân, ma đạo thắng rồi. Tuần Dương phán quan khom người hành lễ rồi báo cáo. Cái gì? Vương Chân Nhân kinh ngạc thốt lên, rồi trên mặt hiện ra nỗi lo âu trầm mặc. Chân nhân không cần lo lắng, ma đạo dù thắng cũng chịu tổn thất nặng nề, oán khí vong hồn truyền ra từ hẻm núi Hắc Phong, ma đạo ít nhất cũng đã thiệt hại mất một nửa số đại quân vong hồn rồi. Ma đạo khai chiến với Âm Sơn là ỷ vào 10 vạn đại quân vong hồn, hiện giờ đã mất đi một nửa quân số, chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Tuần Dương phán quan nói, ngươi thì hiểu cái quái gì chứ, điều mà ta lo lắng trước giờ đều không phải là đại quân vong hồn của ma đạo. Vậy điều mà chân nhân lo lắng chính là, bị Vương Chân Quân quát một trận, Tuần Dương phán quan có chút ngượng ngùng nói. Tử Thần chính là vị thần vốn có của Thái Cổ Minh Giới, uy năng sánh ngang với Bắc Âm Đại Đế hôm nay đấy. Ta lo lắng không phải là đại quân vong hồn của ma đạo cường thế hùng mạnh bao nhiêu, mà là đàn bà Lâm Thủy Hỏa kia có thức tỉnh được áo nghĩa lợi hại nhất của Tử Thần tại trận chiến hẻm núi Hắc Phong hay không đó. Thần sắc Vương Chân Nhân mang vẻ nghiêm trọng nói, giải thích áo nghĩa lợi hại nhất ý chỉ chiêu thức lợi hại nhất. Hết giải thích, chân nhân, không biết áo nghĩa lợi hại nhất của Tử Thần là gì vậy? Tuần Dương phán quan thắc mắc hỏi, hồn năng hấp thụ, ngừng kết thân thể bất tử. Hồn năng, chính là sức mạnh linh hồn, người chết làm quỷ, quỷ chết thì tận diệt, ngay giây phút quỷ hồn tan biến, sẽ có hồn năng được phóng thích ra bên ngoài. Thái Cổ Tử Thần có thể hấp thu loại năng lượng này để cường hóa cơ thể của bản thân, sáng tạo ra thân thể bất tử. Sau khi chứng được Thiên Tôn liền có khả năng ngưng kết đạo thể kiên cố bất hoại, chỉ bị sức mạnh của pháp tắc tấn công. Thân thể bất tử của Tử Thần được sánh ngang với đạo thể, thậm chí còn lợi hại hơn đạo thể. Bất luận chịu thương tổn gì, đều có thể mượn hồn năng để khôi phục nhanh chóng. Chiến tranh nổ ra ắt phải có tử thương vô số, thân xác bỏ mạng thần hồn thoát ra bên ngoài, thần hồn chết đi sẽ phóng thích ra hồn năng. Vì thế trong một chiến trường quy mô lớn, sự sản sinh của hồn năng là điều không thể tránh khỏi. Mà chỉ cần hồn năng tồn tại, Tử Thần sẽ tuyệt đối không chết, trừ phi hứng chịu tổn thương vượt xa sự hấp thu hồn năng. Đây chính là điểm đáng sợ nhất ở thân thể bất tử của Tử Thần, còn hơn sự trường sinh bất tử thật sự. Một khi Lâm Thủy Hỏa ngưng kết ra thân thể bất tử, muốn giết ả càng gặp muôn vàn khó khăn hơn. Không được rồi, bây giờ ta phải đi yết kiến Bắc Âm Đại Đế, khẩn cầu xuất binh đánh nhân gian. Vương Chân Nhân nói, Đại Đế sẽ cho phép Âm Ty xuất binh bây giờ sao? Tuần Dương phán quan hỏi, bây giờ mà không xuất binh, đợi ma đạo chiến thắng cuộc chiến Âm Sơn mới xuất binh thì quá trễ rồi. Nói xong, Vương Chân Nhân thẳng tiến đến Phong Đô Quỷ Thành. Ông ta từng là quỷ đế phía Tây, nắm giữ tin tức liên quan đến thái cổ minh giới mà khó ai biết được, cũng chính vì như thế, ông ta hiểu rõ sự đáng sợ của tử thần. Phong Đô, Bắc Âm Đại Điện, Bắc Âm Đại Đế Châu Khất nghe xong trình bày của Vương Chân Nhân, sắc mặt ảm đạm u ám. Bệ hạ, hãy phát binh ạ, Vương Chân Nhân khom người khẩn cầu. Châu Khâu vẫn chưa kịp đáp lời, từ cửu u xa xăm đã truyền đến một đạo thần niệm vô cùng cường đại. Sau đó giọng nói trầm thấp của cửu u nữ đế vang vọng khắp tòa đại điện, cô không cho phép. Chương 409, Nguyệt Chi Âm Diệt 1. Vang lên giọng của cửu u nữ đế, mọi người trong Bắc Âm Đại Điện nghi hoặc khôn cùng. Sao nào, các người nghi ngờ quyết định của cô? Những lời này phát ra từ một thanh kiếm, bổn tôn cửu u nữ đế vẫn còn đang ở U Minh Thần Điện nơi lạnh lẽo cực kỳ, dùng kiếm truyền lời. Kiếm là thanh kiếm lục đạo luân hồi, một mặt điêu khắc vô số pháp luật âm ty bằng phù văn, mặt khác cũng khắc đạo mà hậu thổ nương nương truyền thừa bằng phù văn. Thân kiếm đen như mực, đại biểu cho uy quyền tối cao của âm ty, nhìn thấy thanh kiếm như nhìn thấy bổn tôn nữ đế. Khởi bẩm nữ đế, nếu Lâm Thủy Hỏa có được thân thể bất tử, mà đạo trỗi dậy sẽ không thể ngăn được nữa. Bắc Âm Đại Đế đứng dậy khỏi ngai vàng, hướng về kiếm lục đạo luân hồi cúi người hành lễ xong nói. Châu Khất, đừng có nghi ngờ quyết định của cô, trước khi trận quyết chiến cuối cùng của ma đạo và âm sơn kết thúc, cô không cho phép âm ty xuất binh. Bệ hạ, Châu Khất như vẫn có điều gì muốn nói, nhưng lại bị uy lực kiếm khí của kiếm lục đạo luân hồi đột nhiên bùng nổ trực tiếp chặn lời của hắn lại trong họng. Khi kiếm lục đạo luân hồi tỏa ra uy áp kiếm khí, cứ như treo một thanh kiếm sắc bén từ trên cao vậy, chỉ cần có chút ngỗ nghịch, thanh kiếm sắc bén sẽ rơi xuống. Lần này thì chẳng còn ai dám phản bác nữa. Trên cầu Nại Hà, Mạnh Bà Thiên Tôn cất đi mùi canh, đứng dậy và bay đến U Minh Thần Điện. Nữ đế, người làm như vậy, sợ rằng sẽ khó mà phục chúng được. Mạnh Bà Thiên Tôn nói, ý ngươi là, cô còn cần phải giải thích rõ ràng với họ nữa sao? Nếu không giải thích, thì mọi người đều nghĩ rằng người còn niệm tình cũ với ma đạo tổ sư, trước mặt không dám nói, nhưng sau lưng nhất định sẽ bàn tán. Mạnh Bà, họ không hiểu, không lẽ bà cũng không hiểu? Tôi hiểu rõ, một ma đạo cường đại sẽ càng phù hợp với lợi ích của âm ty, nhưng mà, tôi sợ sau này âm ty sẽ không thể đối phó với ma đạo dưới sự dẫn dắt của tử thần. Ha ha, người quả thực không hiểu trái tim cô, quy khư xuất thế, cả thiên đạo đều tiến vào kiếp số. Cái cô cần chính là ma đạo mạnh mẽ trỗi dậy, tốt nhất là tái hiện lại phong quang năm nào, vậy thì cô mới có cơ hội đảo loạn âm dương. Người vẫn là không muốn từ bỏ sao? Mạnh Bà hỏi, trời xanh không chết, lòng ta khó an. Nghe được câu này, Mạnh Bà toàn thân chấn động, tiếp đó dường như đã chợt nghĩ ra chuyện gì, nhìn về cửu u nữ đế mà đáy mắt lộ ra sự kinh hãi vô cùng. Tôi hiểu ra rồi, Mạnh Bà rất lâu sau mới lẩm bẩm nói. Hiểu rồi thì tốt, nữ đế, vậy lần này ma đạo và âm sơn quyết chiến, âm ty thực sự không định xuất binh thật sao? Ngọc đế và đám đạo sĩ không động thủ, mắc gì âm ty phải đi đầu. Vả lại cô nghi ngờ rằng trận chiến với âm sơn là do có người bố cục, đối tượng bị gài bẫy chính là âm ty chúng ta, cô không cho phép xuất binh vào lúc này chính là muốn tốt cho họ. Bố cục, trước khi âm sơn đệ nhất sát quân xuất hiện, âm ty không thể xuất binh tổn thương nguyên khí. Vương Chân Nhân và phá quân ma đạo khó giải ý nguyện khi xưa, thôi thì cứ kệ vậy. Còn về các quỷ đế khác của âm ty, một người cũng không được phép ra tay. Cửu u nữ đế nói, trong trận chiến ở hẻm núi lớn Hắc Phong 30 vạn quỷ quân của âm sơn bị diệt sạch, tứ đại quỷ thành tan rã hết cả, khiến âm sơn pháp mạch hoảng sợ vô đối. Âm Sơn, Lang Vương Điện, Lang Xuyên Quân đẩy hai dục nô đang phục vụ dưới hông ra, lõa thân triệu kiến cung chủ ma dục cung, Lạc Thủy Tiên Tử. Lạc Thủy Tiên Tử vốn là dâm phụ, sau khi bước vào đã dán chặt đôi mắt lên cơ thể của Lang Xuyên Quân, ánh nhìn lộ vẻ si mê. Đôi mắt ánh đầy xuân chiều, đầu lưỡi thơm mềm không tự chủ mà liếm lấy môi đỏ mọng. Lang Xuyên Quân biết bản tính cô ả dâm đãng, một tay ôm lấy eo ả, kim thương khóa ngọc quan. Lạc Thủy Tiên Tử khẽ run lên, như thể hồn phách đã lạc mất vậy. Thật không ngờ 300.000 quỷ quân âm sơn ta thắng không được trận chiến ở hẻm núi lớn Hắc Phong. Hồi sau Lang Xuyên Quân thở nặng nề nói, chủ nhân không cần lo lắng, ta đã dùng 300 nguyên âm của đồng nữ mời sát quân Hoàng Kiêu xuất chiến rồi. Lạc Thủy Tiên Tử ma mị cất tiếng, ta nhiều lần bái thỉnh Hoàng Kiêu nhưng bất thành, cô làm thế nào thuyết phục anh ta vậy? Ha ha, nô gia đã trả giá đắt đấy, làm gì có người đàn ông nào không háo sắc chứ? Vì để thuyết phục được Hoàng Kiêu, Lạc Thủy Tiên Tử đã chọn 36 diễm nữ và 36 diễm quỷ từ ma dục cung để tạo thành trận mê ly phương hồn, đích thân ả tác trận, cùng với Hoàng Kiêu chiến đấu ác liệt 7 ngày 7 đêm trước động phủ nơi hắn tu hành. Cuối cùng, 36 diễm nữ cạn kiệt nguyên âm mà chết, mà 36 diễm quỷ kia cũng hồn tiêu phách tán. Chương 410, Nguyệt Chi Âm Diệt 2. Nếu không phải nô gia ta đã bổ sung không ít nguyên dương từ trước, không thì cũng không thể ra khỏi động phủ của anh ta, chân cũng mất hết cả lực. Ha ha ha, làm tốt lắm, không biết tên Hoàng Kiêu và ta so với nhau, thì ai sẽ mạnh hơn đây? Hoàng Kiêu là một tên mãnh phu, làm sao biết cách nâng niu trái tim người ta như chủ nhân được, ha ha. Lạc Thủy Tiên Tử, ta muốn cô bây giờ đi thông báo ngay cho Huyết Y Quỷ Vương cùng Câu Hồn Chân Nhân, bảo bọn họ lập tức chuẩn bị cho Hoàng Kiêu 10 vạn đệ tử tông môn cùng 10 vạn hành thi, đồng thời lập ra Hoàng Cân Quân cho anh ta. Chủ nhân, đệ tử đích hệ của Âm Sơn chúng ta đã cung phụng nhiều năm, trận này không mời bọn họ xuất chiến sao? Lạc Thủy Tiên Tử hỏi, nhiều năm nay, cao thủ đích hệ Âm Sơn vẫn luôn dưới trướng Quỷ Tu Môn, Quỷ Vương Tông và Ma Dục Cung của Lang Xuyên Quân cung phục, Hồ Vĩ Đạo Tôn trong Âm Sơn Thập Nhị Sát cũng dành tài lực hấp thụ chuyển hóa thành nguyên liệu để bồi dưỡng đám đệ tử này. Trước tiên cứ để Hoàng Kiêu dẫn đệ tử ngoại môn đánh trận tiêu hao trước đã, đệ tử đích hệ tạm thời không dùng đến. Cô đừng quên, đằng sau Ma Đạo còn có một Âm Ty như hổ rình mồi vậy. Lang Xuyên Quân nói, được, nô gia biết rồi. Sau khi Lạc Thủy Tiên Tử rời đi, Lang Xuyên Quân đã thay một bộ y phục trang trọng, từ một ma quân tà dục háo sắc phút chốc biến thành một nam tử chính phái anh tuấn, lịch lãm, rồi phi thân đến đỉnh Quỷ Tiễn Âm Sơn. Đỉnh Quỷ Tiễn là nơi Quỷ Tiễn Phùng Mông xếp thứ hai trong Âm Sơn Thập Nhị Sát tu hành. Trên đỉnh núi có một hang đá, hang này sâu không lường được. Một thiếu nữ tầm 15-16 tuổi bị trói chặt tay chân bằng xích sắt, tạo thành hình chữ đại treo lơ lửng trên tế đàn thần bí. Xung quanh tế đàn đầy những hình thời kỳ của mặt trăng, cột đá hình thái mặt trăng, nội dung khác bằng phù văn cũng liên quan đến mặt trăng. Thiếu nữ đầu cúi xuống đất, hiển nhiên đang trong trạng thái hôn mê sâu. Đứng cách cô 10 bước chân là một người đàn ông cao gầy với khuôn mặt ủ rũ, mặc áo choàng đen, tay cầm một cung tên màu đen được điêu khắc. Người đàn ông lặng lẽ nhìn thiếu nữ, dường như đang đợi một điều gì đó. Trong thời gian người này chờ đợi, có ánh trăng êm dịu như ánh ban mai tỏa ra từ thân hình của thiếu nữ, dần ra hình thành một vòng ánh sáng bảo vệ. Đợi sau khi lớp ánh sáng hình thành hoàn toàn, người đàn ông cao gầy cười khẩy, kéo căng dây cung, bắn vút một tiếng. Trên cung không hề có tên, nhưng khi người này thả ngón tay ra, vẫn còn âm thanh sắc nhọn xé toạc không gian. Ngay lập tức một tia sáng màu đen hiện ra từ dây dung và lao nhanh về phía thiếu nữ. Tia sáng màu đen và vòng sáng bảo hộ xảy ra va chạm, như thể ném một viên đá vào mặt hồ, để lại những gợn sóng lăn tăn. Cùng với sự thâm nhập dần dần của vệt sáng màu đen, từng gợn sóng trên vòng sáng màu ánh trăng cũng bắt đầu dao động nhiều hơn, chỉ nghe được một tiếng nổ vang trời, vòng sáng bảo hộ nổ tung, tia sáng màu đen trực tiếp cắm vào ngực của thiếu nữ. Thân thể còn đang hôn mê của thiếu nữ vì đau mà run lên một hồi, vô thức bật ra tiếng rên rỉ đau đớn, rồi từ từ mở mắt ra. Đôi mắt vốn dĩ trong và đẹp kia, trong khoảnh khắc mở ra đã trở nên đen như mực, ánh mắt chứa đầy ý định hủy diệt vô tận. Thiếu nữ ngửa mặt lên và phát ra một tràng cười khiến người khác cảm giác sợ hãi từ trong linh hồn, tiếp đó ánh đen trong mắt dần dần biến mất. Cuối cùng nặng nề nhắm đôi mắt lại và lại tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Đúng ngay lúc này, Lang Xuyên Quân bước vào. Ngươi đến để đây làm gì? Ngữ khí người đàn ông kia không mấy vui vẻ. Phùng Mông sư huynh, Ma Đạo đánh thắng trận chiến ở hẻm núi lớn Hắc Phong, sắp kéo quân đến chân núi tới nơi rồi. Lang Xuyên Quân nói, phế vật. Quỷ Tiễn Phùng Mông lạnh lùng mắng một tiếng. Hoàng Kiêu sư huynh đã đồng ý sẽ xuất chiến. Quy khư xuất thế, sát phá lang tam phương tứ chính lại vừa khéo. Ta lo rằng anh ta chưa chắc sẽ đánh bại được đại quân vong hồn do tử thần chỉ huy của Ma Đạo. Thân thể bất tử không dễ ngưng tụ như vậy, các ngươi chỉ hoãn thêm vài ngày. Đợi đến ngày mà Giả Quang Băng Luân lụi tàn, ta sẽ đại công cáo thành. Cái gọi là Giả Quang, Băng Luân chính là cách cổ nhân dùng để gọi ánh trăng. Ngày Giả Quang lụi tàn ám chỉ thiên tượng nổi tiếng thiên cầu thực nguyệt, theo cách gọi hiện đại chính là nguyệt thực toàn phần. Theo tính toán của các định luật thiên văn, 7 ngày sau trên bầu trời đêm ở Âm Sơn sẽ xuất hiện nguyệt thực toàn phần, khi đó các vì sao sẽ tỏa sáng rực rỡ, nhưng chỉ mỗi mặt trăng là ẩn trong bóng tối, đây chính là nguyệt chi ám diện. Theo truyền thuyết, khi nguyệt chi ám diện đến với thế giới, lúc ấy mặt ma tính trong hai mặt của Thái Cổ Nguyệt Ma sẽ thức tỉnh, như vậy Nguyệt Ma sẽ thực sự thành ma rồi. Mong chờ ngày Nguyệt Ma giáng thế. Lang Xuyên Quân nói, Nguyệt Ma sẽ không giáng thế, thế giới này cũng không cần Nguyệt Ma, ta chỉ cần mượn sức mạnh của Nguyệt Ma mà bắn ra 3 tiễn là đủ rồi. Nguyệt Ma tam tiễn, dưới thiên tôn không ai có thể ngăn cản. Chương 411, Vũ Sư Phong Bá 1. Ma Đạo từ Sơn Hải Quan điều quân lên Bắc, mở ra cuộc chiến với Âm Sơn, một ngày này chúng tôi đã đến được chân núi Âm Sơn. Mạch núi Âm Sơn ở phía Bắc Bộ Trung Quốc là mạch núi chạy theo hướng Đông Tây và là ranh giới địa lý quan trọng, bắt ngang giữa khu tự trị Nội Mông Cổ và phần phía Bắc của Hà Bắc. Chạy hướng Đông Tây, bao gồm Lang Sơn, Ô Lạp Sơn, Sát Nhĩ Đằng Sơn, Đại Thanh Sơn, vân vân, tạo thành cao nguyên nội Mông Cổ. Long mạch của Âm Sơn không đủ hùng vĩ, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm, là hình thế tiềm long trong cửu đại long mạch. Sách lụa Chu Dịch có lưu lại, thứ 9, tiềm long vô dụng. Tượng viết, tiềm long vô dụng, dương tại hạ giã. Dương tại hạ, âm khí sinh, chủ quản suy bại, sinh cơ điêu linh. Lúc đó Âm Sơn lão tổ lựa chọn Âm Sơn làm tổ đình, chính là nhìn chúng âm khí nơi này cực thịnh, rất phù hợp với thuật pháp thần thông của Âm Sơn pháp mạch. Nguyên do mà cô hồn dã quỷ trong thế gian này đổ xô đến Âm Sơn, không tiếc bị đệ tử Âm Sơn luyện thành quỷ binh cũng là vì thèm muốn âm khí của Âm Sơn. Nghe nói, dưới lòng đất của Âm Sơn có thể trực tiếp thông đến vực thẳm âm cực cửu u, ngay cả Âm Ty cũng không thể ngăn cản địa âm chi khí thông đến Âm Sơn. Âm Ty năm đó tấn công Âm Sơn, một là vì Âm Sơn đã quấy nhiễu đến vong hồn, hai là cũng muốn bịt lại cửa thông của Âm Sơn ngăn cản khí âm dò dỉ ra bên ngoài. Trưa ngày hôm nay, Ma Đạo đã đến được chân núi Âm Sơn, đối mặt với Lang Sơn, giờ đây đại bản doanh của Lang Xuyên Quân người chấp chính của Âm Sơn tọa lạc ngay ở Lang Sơn. Ma Đạo dựng trại ở một sa mạc cách Lang Sơn 10 cây số, nhìn về hướng Lang Sơn chỉ thấy hung sát chi khí ngút tận trời cao, khí thế hùng tráng uy mãnh. Sau trận chiến ở Thổ Mạc Xuyên và hẻm núi lớn Hắc Phong, hồ tộc Thanh Khâu giờ đây chỉ còn lại 4000 binh lính, âm nhân hơn 1 vạn, 10 vạn vong hồn cũng chỉ còn lại 5 vạn mà thôi. Quyết chiến vẫn chưa thực sự bắt đầu nhưng Ma Đạo đã thiệt hại hơn một nửa, còn chưa tính đến số thương vong, mà Âm Sơn pháp mạch thậm chí còn chưa thương gân động cốt, cho nên trận chiến tiếp theo đây sẽ càng tàn khốc hơn nữa. Đối với người trong thiên hạ mà nói, Ma Đạo nền tảng mỏng manh có thể đánh thắng Dã Tiên đã là một sự may mắn rồi, muốn đánh thắng Âm Sơn pháp mạch mạnh hơn Dã Tiên gấp 10 lần thì không khác gì nằm mơ giữa ban ngày cả. Nhưng tôi biết, Âm Sơn pháp mạch từ trận ở hẻm núi lớn Hắc Phong, cán cân thắng lợi thiên bình đã bắt đầu nghiêng về phía Ma Đạo rồi. Trong trận chiến ở hẻm núi lớn Hắc Phong, sát thần Lâm Thanh Thủy đã chảm sát 8000 quỷ binh, trực tiếp tăng lực chiến lên cảnh giới nửa bước thiên tôn, đạt đến đỉnh cao trong trận chiến. Ngân Hồ Bạch Vô Nhai, với chiến tích 6000 quỷ binh đáng tự hào, dựa vào sát mà chứng đạo, thăng tiến lên nửa bước thiên tôn. Ngân Hồ có bản năng giết chóc, đạo của cô ấy chính là giết chóc. Lúc còn sống bọn họ đều là cường giả đỉnh cao của nửa bước thiên tôn, giờ đây thực lực mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng không kém trước là bao. Ngoại trừ 2 vị sát tinh của Ma Đạo ra, thì kiếm anh hồn của kiếm sư Chu Thế Hào cũng mang đến sự bất ngờ cho chúng tôi. Anh ấy dẫn dắt Sơn Tự Doanh, kiếm ý huyết chiến mà kiếm anh hồn tỏa ra 8 hướng, có thể cản được thiên giáng sát cơ của một tòa quỷ thành. Hách Liên Phong Hậu đảm nhận trách nhiệm chỉ huy điều động, trận này chiến tích không mấy nổi bật, nhưng nếu không có anh ấy, thì uy áp tử thần của Thủy Hỏa cũng không phát huy hết tác dụng được. Trong trận chiến này không chỉ mỗi chiến tướng của Ma Đạo tôi tiến bộ rất nhiều, 5 vạn vong hồn còn lại cũng có được rất nhiều cơ duyên từ quân uy của tử thần, rồi từ trong sự sát phạt vô tận mà nhân đôi chiến lực. Tuy là số lượng đã giảm đi một nửa, nhưng lực chiến không những không giảm mà còn tăng lên. Ma Đạo lập trận đã lâu, nhưng dưới chân núi Lang Sơn vẫn tĩnh lặng như tờ. Âm Sơn pháp mạch tu hành theo âm thuật, còn chủ lực của Ma Đạo tôi là đại quân vong hồn Phong Linh Hỏa Sơn, vì thế mà cả hai không hẹn cùng đưa trận quyết chiến rời đến buổi đêm mới tiến hành. Thời gian đêm tối là lúc dương khí suy giảm, âm khí tăng lên, cho phép đôi bên có thể phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Chiến tuyến đã đi đến giai đoạn này, trận tiêu hao cũng đã đánh rồi, đánh nữa sẽ là trận quyết chiến. Khương tướng, trận này Lang Xuyên Quân sẽ đánh như thế nào? Tôi hỏi, quỷ và yêu cũng đã đánh tan, huyết thú và quỷ quân cũng đã bị Lâm tướng quân quét sạch hết cả. Tôi nghĩ Lang Xuyên Quân sẽ đưa đệ tử tinh anh của Quỷ môn tông ra, và cả đại quân hành thi của Quỷ tu môn nữa. Khương Tuyết Dương nói, chương 412, Vũ Sư Phong Bá 2. Quỷ tu môn rất giỏi câu hồn, sau khi đã câu được hồn của người sống, sẽ lấy thi thể thi triển tà thuật biến thành hành thi. Hành thi có sức mạnh vô hạn, khả năng phòng thủ cũng không kém, tuy là lực chiến đấu không bằng huyết thú, nhưng cũng giống như huyết thú không chết không thôi vậy. Hơn nữa, hành thi có thể chịu sự điều khiển bằng tà thuật của Âm Sơn, và lập thành chiến trận do thi vương thi tướng thống lĩnh, chỉ bàn về sức tàn phá thì 10 vạn hành thi còn không bằng 3 vạn huyết thú nữa, nhưng phải đối quyết với đại quân, như vậy so với huyết thú sẽ khó đối phó hơn. Đích hệ của Âm Sơn không có động tĩnh sao? Tôi lại hỏi, đích hệ của Âm Sơn không phải thứ Lang Xuyên Quân có thể tùy tiện điều động được, chỉ cần Ma Đạo không tấn công lên đến tổ đình Âm Sơn thì bọn chúng sẽ không dễ dàng xuất hiện đâu. Hơn nữa đằng sau trận chiến giữa Ma Đạo và Âm Sơn có một Âm Ty như hổ đói rình mồi, Âm Sơn pháp mạch sẽ không dồn toàn bộ chiến lực cho một mình Ma Đạo. Nói như vậy, thì trận này có vẻ dễ đánh. Chiến lực của đệ tử Quỷ Vương Tông còn không bằng huyết thú, còn về đại quân hành thi, ý thức thấp kém, cũng không khó đối phó. Bạch Hà Sầu nói, không nhất định, phải xem Lang Xuyên Quân phái ai dẫn quân nữa. Nếu là Huyết Y Quỷ Vương cùng Câu Hồn Chân Quân dẫn binh, thì chúng ta thắng không cần bàn cãi, nhưng nếu người dẫn binh là Hoàng Kiêu thì lại là chuyện khác rồi. Khương Tuyết Dương nói, nhân ma Hoàng Kiêu thực sự vẫn còn sống sao? Bạch Hà Sầu cau mày hỏi, cụ thể chi tiết thế nào thì không biết, chuyện này Tạ Lưu Vân là rõ nhất. Truyền thuyết kể rằng Hoàng Kiêu đã lãnh đạo Hoàng Cân Quân nổi dậy vào cuối triều đại nhà Đường, giết người không ghê tay, cuối cùng thì bị con cháu của Lý Thuần Phong bố cục vây giết. Lý Thuần Phong chính là kiếp trước của Tạ Lưu Vân, Hoàng Kiêu rốt cuộc đã chết hay chưa, Tạ Lưu Vân trong lòng tự có đáp án. Chỉ đáng tiếc ông ta và Mộ Dung Nguyên Duệ đang ở Đông Hải tranh hùng, căn bản không có ở đây. Cả một buổi chiều Lang Sơn vẫn không thấy động tính, mà đạo cũng không dám lơ là một phút, dưới sự chỉ huy điều động của Khương Tuyết Dương, các pháp trận lớn dần dà được hình thành. Lúc này đã là cuối thu, gió tây lành lạnh, thổi cờ trận bay phấp phới. Khương Tuyết Dương lên đàng làm phép, phổ cáo cửu thiên. Mặc dù Phong Thập Bát đã tiến vào chư thần hoàng hôn bắt đầu thí luyện sinh tử, nhưng trên cửu thiên không phải chỉ có mình cô ấy là phong thần. Khương Tuyết Dương là đệ tử chân truyền của Phong Thập Bát ở nhân gian, mà Phong Thập Bát lại là sự tồn tại chói chang nhất trong tộc Phong Thần, chỉ dựa vào thân phận này thì cô ấy cũng có đủ tư cách để xin nhận chúc phúc của Phong Thần. Trên cửu thiên, thần điện Phong Thần, tuy là quyền năng của Phong Thần vô hạn, có thể thổi đến đất đá bay mù trời, trời đất u ám, nhưng bên trong thần điện Phong Thần này lại là sự yên tĩnh vô cùng, ngay đến sự lưu thông của không khí cũng không có. Hơn chục vị thần linh hệ gió vì yêu cầu giúp đỡ của Khương Tuyết Dương mà bắt đầu thảo luận, đúng lúc này có một vị vũ thần từ ngoài thần điện đi vào. Vũ thần này tên là Huyền Minh, thân mặc một bộ nghê thường xanh lục, mặt mày mịn màng, ngũ quan thanh tú hoàn hảo, đôi mắt trong suốt, thủy khí miên man, cả người tựa như xuất thủy phù dung, duyên dáng vô cùng. Cô ấy để lộ đôi chân trắng nõn, như thể là đang đi trên mặt nước vậy, bộ bộ sinh liên, mỗi một bước chân đặt xuống đất, đều sẽ xuất hiện từng vòng tròn hoa văn sóng nước sáng lên. Thời gian đầu, Khương Tuyết Dương không chỉ nhận được sự dạy dỗ từ Phong Thập Bát, còn nhận được sự khai sáng từ vũ thần Huyền Minh, nếu không thì cô ấy cũng không lĩnh ngộ được kiếm phong vũ. Giống như các vị thần hệ gió, các thần linh hệ mưa cũng không tham gia vào cuộc chiến phong thần năm đó. Khi nổ ra cuộc chiến phong thần, các thần linh tinh tú tham gia nhiều nhất, các thần linh hệ khác bởi vì địa vị chênh lệch lớn với thần linh tinh tú, và lại chiến lực cũng không mạnh bằng, nên mới không bị cưỡng ép lôi vào cuộc chiến. Nhưng thần linh hai hệ gió và mưa không tham gia vào cuộc chiến không phải vì bọn họ không mạnh, mà là do chủ thần của hệ sấm là Đầu Mẫu Nguyên Quân đã lựa chọn gia nhập vào trận doanh của nhân đạo. Thần linh hai hệ gió, mưa không muốn đắc tội với thiên đạo Phụng Thiên Thừa Vận, càng không muốn đắc tội với thần linh hệ sấm có giao tình sâu nặng với họ, nên đã quyết đoán giữ thái độ trung lập. Chủ thần hệ sấm Đầu Mẫu Nguyên Quân là thiên tôn hàng đầu có tiếng trong tam giới, sánh vai cùng với chiến thần Cửu Thiên Huyền Nữ, sấm và sét không chia ra, hai thần tộc lớn đều do bà ấy trưởng quản. Ngay cả khi bà ấy trong trận chiến phong thần lựa chọn phe nhân đạo, sau khi tiên đạo quản lý thiên đình, cũng không hề làm gì bà ấy, thần linh hai hệ gió, mưa cũng không dám công khai đối đầu với bà ấy. Nhìn thấy vũ thần Huyền Minh tiến vào, các vị thần gió có mặt tạm thời ngừng thảo luận, đồng loạt nhìn về cô ấy, bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô. Vũ thần Huyền Minh trực tiếp đi thẳng đến trước chỗ ngồi của chủ thần hệ gió, Phong Bá, cúi người hành lễ xong nói, vũ thần Huyền Minh, gặp qua Phong Bá. Phong Bá, tên gọi là Phi Liêm, là một vị phong thần cổ đại. Rất lâu trước khi thiên đạo trưởng quản thế giới này thì đã có thần vị trên thân, lúc ấy đã từng tham chiến vào đại chiến hồng hoang nhân tộc. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Bắc Kinh có ghi, Si Vưu thảo phạt hoàng đế, cho mời Phong Bá, vũ sư để làm mưa to gió lớn. Có lễ rồi, không biết vì chuyện gì mà đến đây. Phong Bá Phi Liêm không hề đứng dậy, sau khi trả lời cho có thì hỏi lại một câu. Ái đầu Khương Tuyết Dương của Phong Thập Bát đăng đàng phổ cáo cửu thiên, ta đã đồng ý ra tay tương trợ cho cô ấy. Không biết trong các vị phong thần có ai nguyện ý cùng ta giúp cô ấy giành thắng lợi trong trận chiến với Âm Sơn không? 3.000 năm trước cả tộc phong thần không lựa chọn phe phái, giờ đây cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của ma đạo. Phi Liêm thờ ơ nói, mạo muội hỏi một câu, đây là thái độ của một mình Phong Bá ngài hay là thái độ của tất cả thần linh hệ gió đây? Lời của ta có thể đại diện cho tất cả thần linh hệ gió. Chương 413, gió lành đã đến một. Ngay khi câu nói của Phi Liêm vừa thốt ra xong, bên ngoài thần điện truyền đến một thần niệm mạnh mẽ, tiếp đó bên trong thần điện liền nổi một cơn gió lốc. Và rồi, giọng của Phong Thập Bát vang lên trong không trung. Tại sao ta lại không hề hay biết lời của ngươi có thể đại diện cho toàn bộ thần linh hệ gió vậy? Âm thanh vừa phát ra, Phong Thập Bát đã lập tức hiện thân trong thần điện. Trở về từ trong chư thần hoàng hôn, giờ đây Phong Thập Bát năng lực vô hạn, thần niệm sâu không thể dò. Ngươi đã bước ra được ư? Phi Liêm ngồi trên ngai vàng đã không còn giữ được bình tĩnh, đứng dậy ngạc nhiên hỏi. Không thể dung hòa bốn loại năng lượng pháp tắc của gió làm một, ta cũng không có bản lĩnh để bước khỏi chư thần hoàng hôn. Phong Thập Bát lạnh lùng đáp, nói xong, Phong Thập Bát không thèm nhìn về Phi Liêm lần nào nữa. Quay người nói với Vũ Thần Huyền Minh, cảm ơn ngươi đã giúp đồ đệ ta cầu cứu, bây giờ ta đã trở lại, trận chiến giữa ma đạo và âm sơn không cần ngươi phải mạo hiểm vi phạm thiên đạo mà nhúng tay vào nữa. Được, giờ ta sẽ trở về điện Vũ Thần, ta tiễn ngươi một đoạn. Thấy Phong Thập Bát và Huyền Minh sắp bước ra khỏi điện, Phi Liêm ở phía sau nói lớn, Phong Thập Bát, nếu ngươi can thiệp vào chuyện của ma đạo, điện phong thần này cũng sẽ vì ngươi mà gặp nạn. Ồ, ngươi nói cũng phải, vậy thì để ta hỏi ngươi một câu, quy khư xuất thế, ma đạo sát phá lang tam phương tứ chính mệnh bàn có hiệu lực, trận chiến phong thần năm nào lại sắp tái diễn, chư vị có đồng ý cùng ta đứng về ma đạo? Sau khi hỏi câu này, đôi mắt sắc bén của Phong Thập Bát quét qua từng vị thần linh trong điện phong thần. Lúc đầu điện phong thần còn vì xem xét có cần phải nể mặt của Phong Thập Bát mà đưa ra phản ứng cho tranh luận Khương Tuyết Dương gây ra, nhưng khi họ trực tiếp đối mặt với vấn đề mà Phong Thập Bát đặt ra, từng người một hoặc cúi đầu hoặc quay người lại, không ai có phản ứng tích cực nào đáp lại cả. Điện phong thần chịu sự quản lý của tiên đạo thiên đình, các ngươi lại không dám đắc tội với Đẩu Mẫu Nguyên Quân, không nguyện ý đứng về ma đạo ta cũng có thể hiểu cho, ta cũng không trách cứ các ngươi, nhưng mà, ta không hy vọng mai sau trên chiến trường sẽ gặp được các ngươi. Phong Thập Bát nói, Phong Thập Bát, ngươi thấy không, lựa chọn của ngươi đã sai rồi, không ai sẵn sàng vì ma đạo mà cống hiến cả. Phi Liêm lớn tiếng nói, nếu đã sai rồi, thì cứ để ta sai đến cùng đi. Phi Liêm ngươi không phải vẫn luôn lo rằng ta sẽ cướp đi vị trí chủ thần của ngươi sao, thực ra ta không hề hứng thú với vị trí chủ thần, thậm chí ngay cả thần vị phong thần ta cũng không hứng thú một chút nào cả, vậy nên hôm nay ta sẽ trả nó về cho điện phong thần. Không được, lời nói của Phong Thập Bát vừa thốt ra, đã có một giọng nói can ngăn vang lên từ bên trong thần điện, sau đó một người phụ nữ xinh đẹp độ trung niên với khuôn mặt từ bi bước đến trước mặt Phong Thập Bát. Mỹ nữ này là người dẫn dắt Phong Thập Bát chứng đạo, tên là Phong Cửu, nắm giữ đại đạo pháp tắc Đông Phong Sinh. Gió có bốn loại lực lượng pháp tắc, Đông Phong Sinh, Nam Phong Liệt, Tây Phong Tàn, Bắc Phong Hàn. Đông Phong là ngọn gió của tình cảm, ngọn gió của lòng từ bi, trắc ẩn. Vì thế, sau khi nhìn thấy ý muốn cô hành của Phong Thập Bát, Phong Cửu cuối cùng cũng nhịn không được mà mạo hiểm đắc tội với Phi Liêm lên tiếng nói. Phong Cửu, từ lần đầu tiên ta bước vào điện phong thần đã được cô chỉ dạy rất nhiều, với ta đã có ơn như một nửa người thầy vậy, nhưng tâm ý ta đã quyết. Gió là tự do, lúc đó ta cũng vì nhìn chúng điều này mới nguyện ý thụ phong thần vị phong thần. Giờ đây, ngược lại thần vị đã giam cầm sự tự do của ta, nếu đã như vậy ta sẽ lựa chọn từ bỏ. Lẽ nào ma đạo với cô còn quan trọng hơn cả bao nhiêu anh chị em ở điện phong thần này sao? Ta biết cô bất mãn với việc Phi Liêm nịnh bợ thiên đình, ở lại đi, chúng ta ủng hộ cô chấp trưởng điện phong thần. Phong Cửu cắn răng nói, hỗn xược, Phong Cửu cô. Phi Liêm tức giận muốn mắng Phong Cửu, Phong Thập Bát liền phất tay áo với hắn, trực tiếp chặn hết lời hắn muốn nói ở lại trong họng. Trong suốt quá trình đó, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn. Sau khi dung hợp bốn loại năng lượng pháp tắc của gió, không chỉ có thể mở ra lĩnh vực bạo phong, mà còn có thể lĩnh ngộ sức mạnh căn nguyên của gió, năng lực vượt xa những phong thần bình thường. Ngay cả khi đối mặt với một phong thần kỳ cựu như Phi Liêm cũng có thể đè bẹp dễ dàng. Bởi vì nguồn gốc của gió đến từ thái cổ phong ma. Phi Liêm, đợi sau khi ta rời khỏi điện phong thần, nếu như để ta biết được ngươi dám làm khó Phong Cửu, ta ắt sẽ giết ngươi. Nói xong, Phong Thập Bát đi đến trước vị trí tượng thần của mình trong điện phong thần, duỗi một ngón tay trắng ngọc ngà ra rồi chỉ vào trán của pho tượng. Sau đó, Phong Thập Bát và Vũ Sư Huyền Minh cùng nhau rời khỏi điện phong thần. Sau khi cô ấy rời đi, tượng thần đã lặng lẽ hóa thành cát bụi. Từ đó, thiên giới không còn tồn tại vị thần linh Phong Thập Bát nữa. Trước điện Vũ Thần, Phong Thập Bát và Huyền Minh tạm biệt nhau. Trong 3.000 năm thời đại mạt Pháp nhàm chán, Phong Thập Bát cùng với Huyền Minh đã tạo nên một tình bạn sâu sắc. Chương 414, gió lành đã đến khai. Phong Thập Bát đã sở hữu bốn loại năng lượng pháp tắc của gió, thường được sử dụng chính là Đông Phong Sinh nắm giữ sự hồi sinh của vạn vật, nên mới quen và kết duyên với Huyền Minh phụ trách gieo mưa xuân cho trời nắng hạn. Ông ấy đã thân hóa hy di, đồng quy cùng trời đất, cô làm vậy có đáng không chứ? Huyền Minh hỏi, nếu không phải từng chăm chú nghe đại đạo chân chương của ông ấy, Phong Thập Bát ta dựa vào đâu mà 3.000 năm vẫn chưa chết, lại làm thế nào mà giành được thần vị phong thần? Khi ông ấy còn sống ta không thể gọi ông ấy một tiếng sư phụ, chỉ đành trả lại ân tình này cho ma đạo. Nói đi nói lại vẫn là tình cảm xưa cũ, không lẽ tu vi đến cảnh giới như cô, vẫn không thể đạt được thái thượng vong tình sao? Huyền Minh, là cô không biết, đừng nói cảnh giới hiện tại của ta chênh lệch quá nhiều với thái cổ phong thần, ngay cả khi một ngày nào đó ta đến cảnh giới như bà ấy, vẫn không thể đạt được thái thượng vong tình, bởi vì thái cổ phong thần cũng là một người đa tình. Phong Thập Bát tiêu nghỉu nói, được rồi, ta sẽ không khuyên cô nữa. Chỉ là thời đại mạt pháp của nhân gian vẫn chưa kết thúc, cảnh giới hiện tại của cô đã đạt được đến đỉnh cao thiên tôn, nếu như trực tiếp ra tay, ta sợ rằng cô sẽ bị trời phạt. Huyền Minh lo lắng nói, sự lo lắng của Huyền Minh không phải vô cớ, dù rằng bây giờ thiên đạo đã bị quy khư kéo vào tai họa, nhưng thiên đạo pháp tắc thì vẫn còn. Ta biết, thời đại mạt pháp chưa kết thúc, ta sẽ không can thiệp vào chuyện ở nhân gian, lần này ta cũng chỉ muốn đáp lại lời cầu cứu của học trò Tuyết Dương và ban cho cô ấy một tia thần niệm. Nếu đã như vậy, thì cô cần gì trở mặt với Phi Liêm, bí mật đưa cô ấy là được, Phi Liêm dù có biết cũng không làm gì được cô ấy. Huyền Minh không hiểu được, hỏi, trận chiến với Âm Sơn không đơn giản như vậy, ta nghi ngờ Âm Sơn lão tổ căn bản chưa chết. Ma đạo đến dẹp hang ổ của ông ấy, nếu ông ấy ra tay, thiên đạo sẽ không can thiệp. Ma đạo tuy vẫn còn hai vị thiên tôn, nhưng họ chưa chắc sẽ là đối thủ của Âm Sơn lão tổ. Tôi hiểu rồi, Phong Thập Bát lần này có thể thông qua thí luyện sinh tử của chư thần hoàng hôn, hoàn toàn là nhờ vào sự xuất thế của quy khư ban cho. Nếu không, với những gì cô ấy đã làm trong quá khứ, thiên đạo không những không để cơ duyên như vậy cho cô ấy, mà còn tăng nặng thêm kiếp nạn của cô ấy. Quy khư xuất thế, thiên đạo rơi vào tai họa, dần dà nhiều chuyện vượt xa khỏi tầm kiểm soát. Thật ra, vào thời khắc quy khư xuất thế, thì ván cờ của thiên đạo đã loạn rồi, rất nhiều con cờ đã trốn chạy khỏi bàn cờ. Dưới chân núi Âm Sơn, Khương Tuyết Dương chân trần xóa tóc, tay cầm lấy kiếm pháp sư trai trám, phổ cáo cửu thiên. Nhưng lời cầu nguyện của cô ấy không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Không có thần linh nguyện ý ra tay giúp đỡ ma đạo, Điện Phong Thần cũng không hề có động tĩnh gì. Lúc đầu, cô ấy còn nhận được từ Vũ Thần Huyền Minh một tia thần niệm an ủi, nhưng rồi tia thần niệm đó cũng biến mất. Tôi thấy sắc mặt cô ấy ngày càng nghiêm trọng, trong lòng liền biết chuyện này có lẽ sẽ không thành. Thời gian trôi qua từng chút một, mắt thấy thời khắc phùng ma sắp đến. Sát khí trên Lang Sơn ngày càng nồng đậm, không biết Lang Xuyên Quân đã tập hợp bao nhiêu đại quân nữa. Lúc này đây, Thủy Hỏa và 4 vị chiến tướng Phong Lâm Hỏa Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Pháp trận do Bạch Hà Sầu cùng các vị tướng lĩnh âm nhân phụ trách cũng bắt đầu hoạt động, chiến ý của các tướng sĩ hồ tộc Thanh Khâu dưới trướng Lưu Phong Vũ cũng ngày một tăng lên. Trận này, mà đạo toàn quân tham chiến, đại quân vong hồn của Thủy Hỏa trấn giữ khu vực ở trung tâm. Trận pháp mà Bạch Hà Sầu cùng Kiêm Hà phụ trách đồng thời giữ lối bên trái, tôi và Lưu Phong Vũ cùng tướng sĩ hồ tộc Thanh Khâu áp chế lối bên phải. Lần này ma đạo bố trí không còn là trận pháp phòng thủ, bảo vệ nữa, mà là trận pháp kinh vận trận và cự phong trận theo thế trận tấn công, phong vân hội tụ sẽ tạo ra khả năng dung chuyển càn khôn. Cuối cùng, chỉ cách thời gian hoàng hôn phùng ma một tia ánh sáng nữa thôi. Tôi rất có lòng khuyên Khương Tuyết Dương bước xuống tế đàn, bởi vì trận pháp cự phong trận do cô ấy phụ trách vẫn chưa bắt đầu khởi động. Đúng vào lúc này, gió từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại trên tế đàn, thổi đạo bào của Khương Tuyết Dương bay phồng lên, mái tóc dài tung bay loạn xạ. Cô ấy vốn là một đạo cô tuyệt mỹ, giờ đây đứng trong gió, lại có một mỹ cảm khác biệt. Gió đến từ 4 phương, khí tức đương nhiên sẽ khác. Gió đông ôn hòa, gió tây khốc liệt, gió nam thì nóng, gió bắc lại lạnh. Thật bất ngờ ở giây phút cuối cùng trước khi vào thời khắc phùng ma, Khương Tuyết Dương cư nhiên lại cùng một lúc triệu tập hết lực lượng 4 loại pháp tắc của gió đến bên trên tế đàn. Chương 415, Nhân Ma Hoàng Kiêu 1. Gió thổi suốt 4 mùa trong năm, có những cơn gió thổi rất ôn hòa, nhẹ nhàng, khoan khoái, xoa dịu lòng người, mang theo cả tình cảm. Ví dụ như trong thơ ca của Yến Thù có ghi, nhất xuân phương ý, tam nguyệt hòa phong, khản hệ nhân tình. Đây là câu thơ mang đại ý, gió xuân thổi, mang theo cả tình ý của người. Lại có cơn gió, rất nhanh rất gấp rất lớn, thổi loạn cả vùng, cũng làm rối bời cả lòng người. Ví dụ như trong thơ của Đỗ Phủ, phong cấp thiên cao viên khiếu ai, trừ thanh xa bạch điểu phi hồi. Câu thơ mang đại ý, gió thổi lộng trời vượn ỉ ôi, bờ trong cát trắng chim bay về. Phong sinh thủy khởi, phong quyển vân dũng, phong tống hoa hương. Nghĩa là gió thổi nước dâng, gió thổi mây bay, gió cuốn hương hoa. Gió cùng kết hợp với vạn vật, sẽ tạo ra vô vàn khả năng trong tự nhiên. Nếu có cơn gió bắc thổi qua làm tiêu điều trăm cây ngọn cỏ, cũng có đại phong ca hùng tráng của Lưu Bang. Khi gió hội tụ từ 4 phương 8 hướng, bị Khương Tuyết Dương thu hết vào trong kiếm, tôi cảm thấy như cả thế giới đều im lặng hết vậy. Mà Khương Tuyết Dương dường như cũng được hóa thân thành phong thần vào thời khắc này. Lâm Thủy Hỏa nghe lệnh, Khương Tuyết Dương nói, Thủy Hỏa nghe vậy lập tức đứng lên, đối mặt với Khương Tuyết Dương. Nhân danh của gió, ban cho ngọn gió bắc tiêu điều, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Theo cùng với những câu sấm của Khương Tuyết Dương, kiếm pháp sư trai chám chỉ, lông chim chỉ của Thủy Hỏa lật tung dữ dội, bốn mặt long hồn hạo kỳ bay lên phần phật. Đồng thời, toàn thân cô ấy toát ra một luồng khí sơ xác lạnh lẽo, thấu xương thấu cốt. Bất luận là tướng Phá Quân hay là Tử Thần, cũng đều có trung tính cách lạnh lùng, nhận được gia tăng của gió Bắc tiêu điều, thủy hỏa còn đáng sợ hơn thanh đao của cô ấy, nhìn thôi cũng khiến người khác thấy bi ai. Không chỉ cô ấy có được ngọn gió Bắc tiêu điều, Phong Lâm Hỏa Sơn, và cả những đệ tử vong hồn trong long hồn hạo kỳ của cô ấy thái độ nghiêm chỉnh lại, tinh thần chiến đấu tăng vọt, sát khí sung thiên. Tạ Lan nghe lệnh, Khương Tuyết Dương hướng về phía tôi hét lớn, nhân danh của gió, ban cho ngọn gió Tây mãnh liệt, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Sau khi cô ấy đọc xong câu sấm, tôi chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên ớn lạnh, tiếp đó trong tim tỏa ra sát ý vô tận, kiếm vấn thiên trong tay cũng run lên bần bật. Ngay cả cờ chiêu hồn trong huyền quan cũng có phản ứng. Vốn dĩ trong huyền quan của tôi có một ngọn gió phục hồi, cũng xuất phát từ phong thần, giờ khắc này, gió đông và gió tây cộng hưởng với nhau, lộng thổi vô tận. Hình kiếm khí của ma đạo tổ sư cuộn trào trong biển tâm thức của tôi, dường như tôi có thể vung vẩy tùy thích, không bao giờ khô cạn. Không chỉ mỗi tôi chịu ảnh hưởng do chiến lược tăng lên, các binh sĩ hồ tộc Thanh Khâu ở trận doanh của tôi cũng đồng thời nhận được phước lành từ ngọn gió tây này. Dao rửa của binh sĩ hồ tộc Thanh Khâu ánh lên, sát ý ngày một nồng đậm hơn. Bạch Hà Sầu, ban cho ngọn gió đông từ bi, vạn vật hồi sinh, phong vân tái khởi. Bạch Hà Sầu chỉ huy kinh vân trận, thứ mà kinh vân trận cần chính là sức mạnh phục hồi, có thể giữ cho kinh vân trận thuận lợi vận hành, tập trung sát khí trong mây chuyển thành mây đen áp trên đỉnh đầu. Nếu thế gió quá mạnh, ắt sẽ khách lấn chủ nhà, thổi tan hết mây. Sau khi ba đạo gió thần giáng xuống, bản thân Khương Tuyết Dương nhận ngọn gió nam khí khái, nhún người bay vào cự phong trận. Đến giờ này, các đệ tử ma đạo đã hoàn thành lễ rửa tội cuối cùng trước trận quyết chiến, sức chiến đấu của họ lại một lần nữa tăng lên. Mà ngay lúc này, trên Lang Sơn, sát khí tràn ngập che trời dập đất, mênh mông như biển. Vẫn còn chưa xuất binh xuống núi, đã làm trời đất ảm đạm, ngày đêm cũng không thấy ánh sáng. Tổng cộng 20 vạn quân Âm Sơn Pháp Mạch chia thành hai nhóm hành quân ra khỏi Lang Sơn, bên trái là một đệ tử mặt đầy sát khí của Quỷ Vương Tông, bên phải là đại quân hành thi với tử khí giạt rào của Quỷ Tu Môn. Thống lĩnh đệ tử Quỷ Vương Tông chính là Huyết Y Quỷ Vương, kẻ này được bao phủ bởi một màn xương máu, không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy một bóng người đỏ như máu. Tà thuật của Quỷ Vương Tông phần lớn liên quan đến huyết hồn, âm khí cực nặng, đại quân vừa xuất hiện, không khí liền tràn ngập quỷ khí và mùi máu tanh. Bên trên đỉnh đầu của đệ tử Quỷ Vương Tông, quỷ khí ngồn ngột, quỷ ảnh đung đưa. Đều là ác quỷ xấu xí, không phân biệt người, quỷ, lấy máu làm mồi dẫn, nối kết thần hồn của người và quỷ với nhau. Những đệ tử Quỷ Vương Tông này trước khi ra trận đều được làm lễ rửa tội bằng huyết khí, những quỷ hồn trên đỉnh đầu đều là những bách tính vô tội mà Quỷ Vương Tông sát hại tàn nhẫn bấy lâu nay, hàm oan mà chết, số ít biến thành lệ quỷ. Chỉ cần nhìn vào đại quân 10 vạn người của Quỷ Vương Tông, cũng khiến trái tim tôi đập loạn xạ. Phải giết biết bao nhiêu người mới có thể có huyết khí nồng đậm như vậy, phải giết biết bao nhiêu người mới có thể có nhiều đây lệ quỷ, oán hồn. Rồi lại nhìn về bên Quỷ Tu Môn, đại quân hành thi bị bao phủ bởi một màn xương xám mờ. Làn xương xám này là thi khí được tỏa ra từ cơ thể của những hành thi, ngập ngụa mùi thối rữa và chết chóc. Chương 416, Nhân Ma Hoàng Kiêu 2. Thống lĩnh đại quân hành thi chính là Câu Hồn Chân Quân, kẻ này sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là người sống, trên người lại không có hơi thở của người sống, so với hành thi còn lãnh đạm hơn. Câu Hồn Chân Quân, giỏi nhất trong việc câu hồn phách của người khác đi mất, luyện chế thành hành thi. Tôi chỉ biết hắn làm chuyện ác độc nhiều năm, không ngờ lại độc địa thâm sâu như vậy. Đại quân hành thi 10 vạn người này chính là 10 vạn bách tính vô tội. Ngoài hành thi ra, phía trước đại quân hành thi còn có nhiều hành thi vương, thi tướng. Theo truyền thuyết thì sâu trong Âm Sơn Pháp Mạch có một cái chính luyện thi cực lớn, lấy 100 hành thi cho vào trong chính giết nhau, người cuối cùng sống sót chính là thi tướng. Cho 1000 hành thi vào trong chính giết nhau, người còn sống sót sau cùng chính là thi vương. Lực chiến thi tướng tương đương đỉnh cao hợp đạo, lực chiến thi vương tương đương nửa bước thiên tôn. Lượng thi tướng trước mắt lên đến 500, thi vương cũng có hơn 100 tên, tuy nói là tích lũy mấy ngàn năm của Âm Sơn Pháp Mạch, nhưng cũng có thể tưởng tượng được bọn chúng đã tàn sát biết bao nhiêu nhân tộc vô tội. Đệ tử Quỷ Vương Tông cùng hành thi xếp thành hai hàng bên Lang Sơn, ở giữa bọn chúng có một khoảng không bị trống ra, rõ ràng là quân trận vẫn chưa vào vị trí. Ngay khi tôi còn đang tự hỏi Lang Xuyên Quân bổn tôn có tự mình cầm quân ra trận hay không, từ sâu trong Lang Sơn đội quân Hoàng Cân đi ra. Theo truyền thuyết, Hoàng Kiêu tạo phản vào cuối triều Đường, lúc đó lãnh đạo chính là quân Hoàng Cân. Cho nên khi thấy quân Hoàng Cân xuất hiện, lòng tôi phút chốc cảnh giác, biết rằng trận này nỗi uy hiếp lớn nhất của ma đạo đã đến rồi. Chạy trốn cũng chưa chắc tránh né được, thứ nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Quân Hoàng Cân số lượng không nhiều, chỉ có 5.000 người, đều là những vị hán tử ngực trần, eo thô, tay to, đầu buộc khăn vàng, tay sách đại đao đầu quỷ dài 4 thước, đao gác lên trên cổ. Sau khi quân hoàng cân bù khoảng không gian ở giữa, kết thành hai thế trận. Thế trận vừa thành hình, sát khí đã ngùn ngụt bốc lên trời. Giữa phương trận vẫn còn một lối đi, lúc này, Hoàng Kiêu một mình từng bước men theo lối đi tiến về trước trận. Người này cao to, vạm vỡ, toàn thân mặc áo giáp nặng đúc bằng vàng, tay xách một thanh kiếm song thủ khổng lồ. Đầu đội khôi tướng quân, oai hùng, uy vũ tựa như thần trên trời. Tên của người, bóng của cây. Hoàng Kiêu xuất hiện, quân uy bá đạo của tuyệt thế nhân ma không chỉ bao trùm quân Hoàng Cân, cả hai bên đệ tử Quỷ Vương Tông và Đại Quân Hành Thi cũng nhận được sự gia tăng quân uy của ông ta. Đây chính là lai lịch của Dũng Quán Tam Quân. Ngoài quân uy, tăng lên cùng bước chân của ông ta còn có sát khí. Theo truyền thuyết, vào cuối thời Đường, Hoàng Kiêu giết người vô kể, nổi tiếng với giết hại 8 triệu nhân tộc, sát khí tràn ngập như biển. Tâm tình của tôi hiện giờ khi đối mặt với sát khí mà ông ta tỏa ra cũng có chút cảm giác da đầu tê dại đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, lực chiến của Hoàng Kiêu chắc chắn đạt ngưỡng đỉnh cao Thiên Tôn, dĩ sát chứng đạo, chỉ cách Thiên Tôn một bước nhỏ. Thủy Hỏa dù rằng đã phong thần, lực chiến cũng chỉ được xem như siêu cấp cường giả trong nửa bước Thiên Tôn, so với trạng thái đỉnh cao không thể lay chuyển của Hoàng Kiêu thì vẫn là kém hơn một chút. Tôi cũng như thế, tuy là tôi đã nhập môn ma kiếm, nhưng mà vốn dĩ thất sát pháp tắc cũng đã hạn chế phần nào sát uy của ma kiếm, dù là tu vi tiến bộ nhanh chóng, nhưng vẫn không có khả năng đối đầu trực tiếp với Hoàng Kiêu. Vẫn may, chúng tôi có chúc phúc của phong thần, Thủy Hỏa có được gió Bắc tiêu điều, tôi nhận được gió Tây mãnh liệt, điều này đã tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh để chiến đấu với Hoàng Kiêu. Nghĩ tới đây trong lòng tôi dâng lên chút gì đó, nếu như Khương Tuyết Dương lên tế đàn phổ cáo cửu thiên thất bại, thì từ thời khắc Hoàng Kiêu xuất hiện, thắng lợi của ma đạo đã trở nên rất mong manh rồi. Mỗi bước Hoàng Kiêu đi, đều nặng như ngàn quân. Đằng sau ông ta, còn có hai nữ tử ăn mặc vô cùng diễm lệ, một kẻ là Can Diện La Sát, một ả là Lạc Thủy Tiên Tử. Sau lưng hai nữ tử là một nhóm dục nô trong trang phục cung đình văn mỏng, từng người đều quốc sắc thiên hương, mị hoặc chúng sinh. Giữa hàng lông mày lộ ra xuân tình, xuân thủy chảy xuôi. Những gót sen nhẹ nhàng đưa đẩy, vòng ngực đung đưa, quyến rũ vô cùng. Hoàng Kiêu một thân trọng khải đúc vàng đi trước mỹ nữ, giống như một quân vương bước ra từ hậu cung, thể hiện sự bá khí, kiêu ngạo của bậc đế vương. Một thoáng xuân sắc trong cuộc chiến không những không làm giảm tinh thần chiến đấu của Hoàng Kiêu, mà ngược lại còn tăng thêm cái uy đế vương cho ông ta. Hoàng Kiêu không có thần vị, không thể phát ra uy áp của thần, vậy nên, đối kháng lại với uy áp tử thần của Thủy Hỏa, ông ta liền bày vẽ ra thế trận đế vương này, vạn quân, giang sơn, mỹ nhân, tất cả trong một. Uy áp tử thần của Thủy Hỏa không có tác dụng với người sống, nhưng uy đế vương của Hoàng Kiêu thì không màng bất kỳ sinh vật gì. Thấy vậy, lòng tôi lại càng nặng nề, ấy vậy mà những điều sắp xảy ra tiếp theo lại càng làm tim tôi đập mạnh hơn nữa. 5.000 chiến sĩ quân Hoàng Cân xếp thành hình vuông kia, đột một tiến về phía trước, khi đến khoảng giữa ma đạo và âm sơn, thì 4 người tạo thành một hàng, sắp theo chiều ngang. Chuyển hướng thanh đao đầu quỷ đang vác trên vai, kề dao lên cổ. Đãi đáo thu lai cửu nguyệt bát, ngã khai hoa hậu bách hoa sát. Xung thiên hương trận thấu Trường An, mãn thành tận đới hoàng kim giáp. Đây là bài thơ bất đệ hậu phú cúc của Hoàng Sào, đại ý bài thơ thể hiện sự yêu thích với hoa cúc và ngụ ý về cuộc nổi dậy của nông dân. Theo cùng với thần niệm truyền âm đọc ra bài thơ này của Hoàng Kiêu, 5.000 chiến sĩ Hoàng Cân ngực trần, đột nhiên trở nên tàn nhẫn, tự chặt đi đầu của mình. Đầu rơi xuống đất, 5.000 miệng vết thương phun máu ào ào. Huyết tế, đây chính là then chốt của bí ẩn vụ thảm sát 8 triệu người của Hoàng Kiêu không dính nhân quả. Giết người là nguồn gốc tội lỗi, Hoàng Kiêu sát sanh nhưng không chết, đó là vì ông ta đã sử dụng huyết tế, nên mới ngàn năm không tăng nặng tử kiếp, mà cũng không tổn hại đến thọ nguyên của bản thân. Sau huyết tế, Hoàng Kiêu nâng thanh kiếm song thủ trong tay mình lên, chỉ thẳng vào trận doanh của ma đạo, miệng thì hô to, giết người vô tội, huyết tế muôn dân, giết. Cùng lúc đó, Thủy Hỏa rút đao cắm xuống, quỳ một chân dưới đất, phô diễn quân uy tử thần, giải phóng đệ tử vong hồn trong long hồn hạo kỳ ra, miệng hét lớn, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Giết, chương 417, kiếm ma phục sinh, 1. Sau khi hô lớn, cô ấy lập tức dẫn đầu xông về phía Hoàng Kiêu, theo sau là 5 vạn đại quân vong hồn cùng tiến lên. 1 vạn quân cùng Thủy Hỏa tấn công Hoàng Kiêu bản tôn, sĩ khí của vong hồn đã giúp cô ấy có được ưu thế, 4 tướng Phong Lâm Hỏa Sơn lần lượt chỉ huy 4 vạn binh lính còn lại, chia thành 2 đường từ rực sát tấn công đệ tử Quỷ Vương Tông và Đại Quân Hành Thi. Quân chủ lực của ma đạo là vong hồn, sau khi được gia tăng sức mạnh nhờ quân uy của tử thần, vong hồn đệ tử ma đạo đã không còn yếu đuối như trước. Nhờ sự nhanh nhẹn của âm thân, Đại quân ma đạo giống như hai lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm sâu vào trung tâm 20 vạn đại quân của Âm Sơn Pháp Mạch. Sau khi thành công giữ chân được quân chủ lực của Âm Sơn Pháp Mạch, đại quân ma đạo ở hai cánh trái phải lần lượt xông lên. Lúc này cuộc chiến được chia thành 3 phe, đồng thời tiến hành, bên trái Bạch Hà Sầu khống chế toàn cục, Kiêm Hà Tiên Phong kết hợp với Kinh Vân Trận, tấn công trực diện với đệ tử Quỷ Vương Tông dưới trướng của Huyết Y Quỷ Vương. Ở giữa, Thủy Hỏa lấy danh nghĩa Tử Thần hấp thu ý chí của một vạn đệ tử, tỏa ra sức chiến đấu kinh người, dùng thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao cùng với gió bắc chúc phúc, một mình tấn công nhân ma thứ 3 Hoàng Kiêu. Bên phải, tôi dẫn 4.000 chiến binh của Thanh Khâu Hồ Tộc, phối hợp với cự phong trận của Khương Tuyết Dương, tấn công trực diện vào đội quân hành thi. Sau khi cuộc chiến đẫm máu nổ ra, tôi cũng không rảnh để tâm đến tình hình chiến trường nữa, trong tay cầm thanh kiếm vấn thiên đang dâng trào kiếm khí ma kiếm, dẫn đầu phá vỡ đội hình. Ma kiếm vừa vung ra, kiếm khí tung hoành ngang dọc, sự hỗn loạn của thất sát kết hợp với sự điên cuồng của ma kiếm khiến kiếm khí vừa xuất ra đã không thể thu lại được. Tây phong liệt, trường không nhạn khiếu xương thần nguyệt, tạm dịch, gió tây rít, trời sương, nhạn kêu dưới bóng trăng, ước tần Nga lâu sơn quan. Tôi không ngờ rằng sau khi nhận được gió tây chúc phúc, kiếm khí của ma kiếm lại trở nên mạnh mẽ linh hoạt như vậy. Kho kinh đời sau đã nhận xét về cuộc chiến này rằng, trong cả đại quân của ma đạo, kiếm vấn thiên của đạo tổ Tạ Lan bị coi là có sức chiến đấu thấp nhất. Bởi vì tôi luôn nghĩ rằng sau khi quên đi thất sát kiếm, tôi sẽ không còn cơ hội biến kiếm khí thành rồng nữa. Thế nhưng sau khi được gió tây ban phước, sức mạnh tăng lên không ít, kiếm khí đã có thể thành hình, mỗi một nhát đều có uy lực hóa rồng. Hình kiếm khí ngày càng nhiều, cuồn cuộn như nước biển dâng trào, mạnh mẽ như ngàn rồng đâm vào biển, từng cơn thủy triều quét qua đội quân hành thi, trực tiếp chém bọn chúng thành từng mảnh, thi tướng bị thương, thi vương liên tục lùi về sau. Không chỉ có kiếm khí của tôi, cự phong trận của Khương Tuyết Dương cũng tỏa sáng rực rỡ. Cơn cuồng phong dữ dội tạo thành từng mắt bão, chúng xoay vòng và tiến về đội quân hành thi, thổi đá cắt bay mù mịt trời đất, khiến bọn chúng loạng choạng không vững, không thể nhúc nhích được dù chỉ một tấc. Sau khi khoảng 10 mắt bão thể hiện uy lực của mình, đội quân hành thi đã đứng không thành hàng, loạn thành một đống. Ban đầu hình kiếm khí của tôi vì bị quân uy của đội quân hành thi áp chế nên không thể phóng thích toàn bộ sát cơ. Nay đội hình của bọn chúng đã bị đảo lộn, quân uy cũng lập tức giảm sút, kiếm khí của tôi không còn bị khống chế, liền phóng thích ra hết từng luồng kiếm khí của ma kiếm. Một lúc sau không biết đã có bao nhiêu hành thi chết dưới kiếm của tôi, tứ chi bay tứ tung, máu thịt tuôn như mưa. Chúng tôi vốn là phe yếu nhất, vì ở đây chỉ có cự phong trận của Khương Tuyết Dương và 4.000 chiến binh của Thanh Khâu Hồ Tộc, kết quả chúng tôi lại là người giành được ưu thế sớm nhất. Lúc này tiền tuyến của đội quân hành thi gần như đã tan tác, còn phía trung tâm bị sát thần Lâm Thanh Thủy dẫn đại quân vong hồn đánh cho thua liềng xiềng. Dưới tình thế khẩn cấp, Câu Hồn Chân Quân đã phải sử dụng đến con át chủ bài, thì pháp niệm chú triệu hồi một tấm bia cực lớn màu đen như mực. Tấm bia này chính là pháp bảo mạnh nhất của Câu Hồn Chân Quân, tên nó là bia chấn thi. Hành thi là những thi thể sau khi chết nhưng không được bình yên, mất đi linh hồn vốn đã vô cùng thống khổ, sau khi chết lại không được yên lòng, chắc chắn sẽ khiến họ sinh ra oán khí, mà tác dụng của bia chấn thi chính là hấp thu hết những oán khí đó của xác sống. Bia chấn thi do chính tay Âm Sơn lão tổ khắc nên, cả ngàn năm qua không biết đã hấp thu biết bao oán khí của xác sống, nay trở nên vô cùng hung hiểm. Ngay sau khi tế lên bia chấn thi, Câu Hồn Chân Quân liền bị thương, thân thể loạng choạng không vững, sắc mặt lại càng tái nhợt. Sau khi tế lên bia chấn thi, Câu Hồn Chân Quân liền cắn rách ngón giữa của mình, nhanh chóng viết một hàng tế văn lên bia chấn thi, hắn ta vừa viết vừa đọc. Chương 418, Kiếm Ma Phục Sinh 2. Oán quy oán, nộ quy nộ, phụng mệnh Âm Sơn lão tổ, phản bổn quy nguyên, sắc sắc sắc. Chữ sắc cuối cùng vừa thốt ra, từ trong bia chấn thi liền tỏa ra luồng khí đen vô tận, nhập vào người của hành thi. Chỉ một lát, sau khi hấp thụ oán khí của bia chấn thi, đại quân hành thi bắt đầu trở nên điên cuồng, sức mạnh và tốc độ của chúng tăng vọt, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Thi vương, thi tướng cũng bắt đầu điên cuồng, từ trong cơ thể biến ra một chiếc áo giáp từ máu thịt rất gớm ghiếc. Sau khi mở ra bia chấn thi, đến Câu Hồn Chân Quân cũng không thể điều khiển được đại quân hành thi nữa, bọn chúng hiện giờ chỉ bị thu hút bởi máu của người sống. Tất cả chúng đều không còn hứng thú đánh nhau với đại quân ma đạo nữa mà xông về phía tôi và chiến sĩ của Thanh Khâu Hồ Tộc. Hành động của Câu Hồn Chân Quân khiến Âm Sơn Pháp Mạch bị tổn thất còn nghiêm trọng hơn cả ma đạo, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc mất đi quyền chỉ huy đại quân hành thi của Âm Sơn. Tuy nhiên hắn cũng cân nhắc kỹ lưỡng mới dám đưa ra quyết định như vậy, lúc này ma đạo đang cận chiến với đại quân hành thi, sau khi mất khống chế, mục tiêu chắc chắn sẽ là người gần bọn chúng nhất, đó chính là đệ tử ma đạo. Nhưng bây giờ bọn chúng chỉ bị thu hút bởi huyết khí của người sống, nên trực tiếp bỏ qua đệ tử ma đạo, vậy chắc chắn binh lính của Thanh Khâu Hồ Tộc sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của chúng. Tôi, Khương Tuyết Dương và cả những cao thủ đạo môn của toàn chân giáo đều sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên của đại quân hành thi. Sau khi bọn chúng mất kiểm soát, thương vong của Thanh Khâu hồ tộc cũng tăng lên nhanh chóng, họ căn bản không kịp trở tay trước cuộc tấn công của đại quân hành thi, ngay lúc này cự phong trận của Khương Tuyết Dương cũng mất đi tác dụng. Từ lúc bắt đầu đến giờ, sát thần Lâm Thanh Thủy và kiếm sư Chu Thế Hào đã tiêu diệt được 2 vạn hành thi ở trung tâm, kiếm khí của tôi cũng đã diệt được hơn 1 vạn quân, cộng thêm cự phong trận của Khương Tuyết Dương và lưỡi đao của Thanh Khâu hồ tộc, tổng cộng đã khiến đại quân 10 vạn hành thi tổn thất hơn nửa. Tuy nhiên, 5 vạn hành thi còn lại sau khi được hấp thụ oán khí từ bia chấn thi, sức chiến đấu có thể sánh ngang với đại quân 10 vạn hành thi. Nhìn binh sĩ của Thanh Khâu hồ tộc liên tục thương vong khiến tôi đau lòng khôn tả, 8.000 binh sĩ Thanh Khâu hồ tộc rời hàn hoang, cứ đà này, toàn quân sẽ có nguy cơ bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Đệ tử Ma Đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, kể từ ngày Ma Đạo quay trở lại, chưa từng có binh sĩ nào trùng bước rút lui. Cho dù tôi ra lệnh Lưu Phong Vũ cho rút quân, họ cũng sẽ không làm theo mệnh lệnh. Hơn nữa, cho dù họ muốn trốn chạy, với tốc độ của hành thi sau khi trở nên điên cuồng, họ cũng không thoát nổi. Trong cờ chiêu hồn, ý chí anh linh bắt đầu ồ ạt tuôn trào. Phong cảnh đẹp nhất của Ma Đạo, những chiến binh anh tuấn của Thanh Khâu hồ tộc ngày càng ít, trên mặt đất thi thể bị cắn xé ngày càng nhiều. Sau khi cự phong trận mất tác dụng, Khương Tuyết Dương điều khiển 2 con phong long điên cuồng chém giết, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy thể hiện sức chiến đấu của mình. Sát thần Lâm Thanh Thủy biết rằng đệ tử Thanh Khâu hồ tộc rơi vào tình thế nguy cấp, bèn xông đến tấn công đội quân hành thi đang bám theo chúng tôi. Kiếm sư Chu Thế Hào cũng từ bỏ thanh kiếm bảo vệ, dẫn đệ tử của Sơn Tự Hạo Kỳ đuổi giết đội quân hành thi. Mặc dù thương vong của đội quân hành thi nhiều hơn Thanh Khâu hồ tộc, nhưng Thanh Khâu hồ tộc chắc chắn sẽ không thoát khỏi họa diệt vong. Thiên địa canh kim, vạn kiếm bổn căn, nhân gian binh qua, ma động càn khôn. Tôi đọc ra ý nghĩa thâm sâu cuối cùng của ma kiếm, sau đó trực tiếp đưa thần thức vào trong huyền quan, đem toàn bộ cơ thể này giao cho thanh kiếm trong tay điều khiển. Trong khoảnh khắc thần thức thâm nhập vào huyền quan, tôi còn nghe thấy tiếng hô của Khương Tuyết Dương văng vẳng bên tai, Tạ Lan, không được. Sau khi thức thần nhập vào huyền quan, tôi liền trở thành kiếm ma. Trước đó Thủy Hỏa đã từng nhắc nhở tôi rằng không được làm như vậy nữa, nhưng tôi không cam lòng nhìn những chiến binh của Thanh Khâu hồ tộc do chính tôi đưa ra khỏi hàn hoang, nay lại chết thảm dưới tay của bọn hành thi. Kiếm ma chiếm hữu cơ thể khiến uy lực của kiếm khí lại càng mạnh hơn. Vốn dĩ hình kiếm khí mà tôi thi triển đã có khả năng hóa rồng, nay tất cả những hình kiếm khí mà tôi phóng ra đều có thể trực tiếp hóa rồng. Tốc độ xuất kiếm của tôi cực nhanh, thế nên kiếm khí hình rồng rất nhanh đã tràn ngập nơi này. Kiếm khí sau khi hóa rồng liền tỏa ra sự áp bức của loài rồng, tuy rằng không sánh được với rồng thật, nhưng kiếm khí của tôi tung hoành ngang dọc, không biết đã tạo ra bao nhiêu rồng. Tôi huýt lên một tiếng dài, tất cả rồng ở đó ngay lập tức cùng gầm lên. Áp bức của rồng che trời dập đất, khiến ai ai cũng phải thần phục. Kể cả những hành thi đã mất đi lý trí cũng phải kinh sợ một phen. Sau khi phóng thích ra long uy, kiếm khí hình rồng tàn sát đại quân hành thi một cách dễ dàng. Đến con rối hình người thi vương cũng không đỡ nổi 2 kiếm của tôi. Gió Tây Chúc Phúc vẫn đang phát huy tác dụng, tim ma vô cùng mạnh mẽ, sau khi biến thành kiếm ma, thần niệm của tôi dường như trở nên vô tận. Cuối cùng, đến lúc kiếm vấn thiên không còn tìm thấy một hành thi nào nữa, kiếm khí hình rồng mới dừng lại. Tuy kiếm khí đã ngừng phóng thích nhưng ý thức của kiếm ma vẫn không hề giảm sút, trực tiếp hóa thành một thanh kiếm dài đen như mực, xuyên qua thần đình của tôi nhập vào huyền quan, nhắm thức thần của tôi mà chém tới. Chỉ cần hủy đi thức thần của tôi, từ nay về sau thế giới sẽ không còn Tạ Lan, chỉ còn kiếm ma. Chương 419, Thiên Tử Nghiệp Hỏa 1. Sau khi hắc kiếm nhập vào huyền quan, nó liền nhắm đến thức thần của tôi. Con người có 3 hồn 7 phách, 3 hồn hợp lại thành một gọi là thức thần. Đối với hầu hết người tu hành, nguyên thần mạnh hơn nhiều so với thức thần. Nhưng khi tu vi đạt đến cảnh giới như tôi, sau khi thân thể hóa thánh, thức thần đã được tôi luyện, trở nên vô cùng kiên cố, phản ứng nhanh chóng sớm vượt qua nguyên thần. Mặc dù là một sự tồn tại khác biệt nhưng nó vẫn không thoát khỏi hắc kiếm. Sau khi thân thể hóa thành kiếm ma, linh hồn của tôi hóa thành hắc kiếm, đối với nó muốn bắt lấy thức thần của tôi là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc chiến khiến người ta kinh hãi. Lúc này, đại quân hành thi đã bị ma đạo tiêu diệt hoàn toàn, tôi đứng giữa chiến trường chất đầy xác chết, tanh nồng mùi máu, nhìn có vẻ không hề xây xước nhưng sát cơ trong huyền quan lại khốc liệt hơn bao giờ hết. Lúc trước tôi cũng đã từng đối mặt với hiểm cảnh như vậy, nhưng lần nào cũng hóa giải thành công. Ma đạo vẫn còn 2 vị thiên tôn tại thế, mặc dù bình thường không phô trương thanh thế, nhưng tôi biết rằng chỉ cần tôi gặp phải khó khăn gì, họ chắc chắn sẽ xả thân để cứu tôi, bởi vì tôi là người có mệnh cách thất sát, tôi là ma đạo tổ sư. Vào lúc tôi giao đấu với phân thần của nữ oa ở Đại Miếu, họ đã xuất hiện, lúc tôi phong thần cho Thủy Hỏa ở Thiên Trì, họ cũng xuất hiện. Nhưng lần này, khi tôi đối mặt với hiểm cảnh, họ sẽ không xuất hiện. Bởi vì nguy hiểm của lần này đến từ huyền quan của tôi, bọn họ không thể biết trước được, cho dù có biết được cũng không thể can thiệp. Huyền quan là cánh cửa sinh mệnh của người tu hành, tất cả những ai muốn vào đều sẽ bị xem là ngoại tà xâm nhập. Đối mặt với sự truy sát của hắc kiếm, thức thần của tôi hoảng loạn chạy trốn, không hề có sức lực chống trả. Huyền quan mênh mông vô tận, tựa như chân trời góc bể, hắc kiếm vẫn đuổi sát không tha. Nếu luận về tốc độ, thức thần không thể nhanh bằng hắc kiếm. Đối với loại linh thể như thần niệm mà nói, tốc độ có liên quan tới cảnh giới. Cùng là nhất niệm giết người, nhưng nhất niệm của thiên tôn phải nhanh hơn nửa bước thiên tôn cả trăm lần. Hắc kiếm là ý thức của kiếm ma, bây giờ kiếm ma vẫn chưa thật sự thành hình, nhưng chắc chắn thần niệm của hắn mạnh hơn tôi rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, thức thần của tôi đã bị nó đâm vô số kiếm, mình đầy thương tích. Nếu không nhờ ngọn gió phục hồi và ánh sáng nguyệt thần trong huyền quan, thức thần của tôi sớm đã tan đàn xẻ nghé, hóa thành cho bụi rồi. Nhưng cho dù như vậy, cứ theo đà này thì thức thần của tôi sớm muộn cũng sẽ tiêu tan. Tôi sắp chết rồi, hơn nữa còn là kiểu mà tôi chưa từng nghĩ tới, thức thần bị kiếm ma tiêu diệt, chết trong huyền quan của chính mình. Tình thế ngày càng nguy cấp, thức thần luẩn quẩn cả nửa huyền quan cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của hắc kiếm, đành phải lê tấm thân tàn tạ trở lại cờ chiêu hồn. Thức thần bị thương rất nặng, hơn nữa thần niệm đã tiêu tan, đến sức mạnh của phong nguyệt cũng không thể khôi phục được. Tôi cũng sớm dự đoán được kết cục như vậy, nên mới trở về cờ chiêu hồn. Cờ chiêu hồn vừa nặng nề lại lạnh nhạt, đó cũng chính là biểu tượng của ma đạo, tất cả những ý chí anh linh của đệ tử ma đạo đều được thu hết vào đây. Kể từ ngày ma đạo quay trở lại, cờ chiêu hồn không biết đã thu nhận bao nhiêu ý chí anh linh rồi. Nay tôi chết dưới cờ chiêu hồn, không biết liệu ý chí anh linh của tôi có được thu vào đó không? Khoảnh khắc cuối cùng đã đến, khi hắc kiếm xuyên qua cơ thể, thức thần của tôi phát ra tiếng rền vang vô tận, sau đó hóa thành từng mảnh thần niệm, trở về hư không. Lần này, tôi thậm chí còn chưa kịp nghe thấy tiếng thông báo của vong hồn phát ra từ trong cờ chiêu hồn. Phía trước Lang Sơn, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Sau khi đại quân hành thi bị tiêu diệt, Câu Hồn Chân Quân liền muốn bỏ trốn, nhưng Khương Tuyết Dương đã điều khiển hai con phong long quấn chặt lấy hắn ta, sau đó sát thần Lâm Thanh Thủy và Chu Thế Hào cũng vây giết hắn. Vì để thoát khỏi hiểm cảnh, Câu Hồn Chân Quân đã tự diệt sinh cơ, hóa thành phi thi chạy trốn về phía Lang Sơn. Đây là giai đoạn thứ tư trong quá trình biến đổi của cương thi, phi thi thường là những cương thi từ 1 đến vài trăm năm, có thể đi lại, thậm chí bay nhảy rất linh hoạt. Vào thời khắc cuối cùng, Khương Tuyết Dương đạp mây bay lên, ngưng kết sức mạnh của hai con phong long và dùng kiếm pháp sư trai trám để chém chết Câu Hồn Chân Quân. Cái chết của Câu Hồn Chân Quân là cái kết viên mãn cho chiến trường bên phải của ma đạo, mặc dù thương vong của chúng tôi cũng vô cùng nặng nề. Tổng cộng 4.000 chiến binh Thanh Khâu Hồ tộc, đến cuối cùng chỉ còn lại 500 người. Phong cảnh đẹp nhất của ma đạo nay chỉ còn lại trong quá khứ. Sau đó quân cánh phải và quân cánh trái của ma đạo hợp lực lại, cùng nhau tiêu diệt sạch đệ tử Quỷ Vương Tông của Âm Sơn Pháp Mạch. Khương Tuyết Dương quyết định không để 500 chiến binh cuối cùng của Thanh Khâu Hồ tộc tham chiến, mà phái Lưu Phong Vũ chỉ huy họ bảo vệ tôi. Sau khi kiếm khí nhập vào huyền quan, cả người tôi vẫn đứng bất động một chỗ, không còn sự sống và ý thức. Đệ tử của Quỷ Vương Tông có người có quỷ, nhờ tác dụng của liên kết linh hồn, mỗi người có tận 2 mạng, một mạng người, một mạng quỷ, vậy nên tình hình ở chiến trường bên trái còn khốc liệt hơn nhiều so với phía đại quân hành thi. Chương 420, Thiên Tử Nghiệp Hỏa 2. Toàn thân của Ngân Hồ Bạch Vô Nhai đã đẫm máu, sự tàn bạo của sát quá đã được khơi dậy hoàn toàn. Cô ấy không ngừng chém giết, mỗi lần giết một mạng là sát khí trên người cô ấy lại tăng thêm một phần, hiện giờ cả người Bạch Vô Nhai đã biến thành một màu đỏ tươi, không ngừng thu thập thần hồn đệ tử của Quỷ Vương Tông. Tuy Bạch Vô Nhai vô cùng xuất sắc, nhưng người giết địch nhiều nhất không phải là cô ấy mà là người mang huyết mạch của huyễn ma Kiêm Hà. Đạo của Kiêm Hà là năm đó mà đạo tổ sư truyền cho, sau khi ở trong huyền quan của huyễn ma tu hành 3.000 năm, cô ấy lại được tôi truyền cho phương thức tu hành của ma kiếm. Huyết mạch của huyễn ma thiên biến vạn hóa, không chỉ mô phỏng được những vật trong tầm mắt, chỉ thần thông của nó cũng đủ nghịch thiên rồi. Kiêm Hà là thân ma tim đạo, tuy không tu luyện pháp thân nhưng có thể dùng huyết mạch huyễn ma để triệu hồi gương ảo ảnh, mô phỏng kiếm ma của bản tôn. Kiếm ma cuồn cuộn, ảo ảnh trùng trùng, Kiêm Hà dùng tư thế quỷ quái, biến ra 12 chiếc gương ảo ảnh, và bản tôn đang ẩn náu trong số đó. Mặc dù sức chiến đấu của gương ảo ảnh không bằng bản tôn, nhưng muốn giết đệ tử của Quỷ Vương Tông vốn không cần đến sức mạnh cao cường. 12 gương ảo ảnh cùng phối hợp với bản tôn, đối với đệ tử của Quỷ Vương Tông mà nói, tầng tầng lớp lớp kiếm khí lưu hình được phóng thích ra có sức hủy diệt mạnh không kém gì tôi. Cỗ máy giết chóc quả đúng là danh xứng với thực, Chả trách khi nhắc về sự trở lại của ma đạo, Kho Kinh đời sau đã bình luận một câu rằng, nữ nhân của ma đạo tổ sư Tạ Lan, vừa có dũng khí thống lĩnh ba quân, lại có uy lực hủy thành diệt quốc. Kiêm Hà là một người khiêm tốn, trong trận chiến với dã tiên, thứ được mọi người tán dương không phải là sức mạnh, mà là tinh thần dũng cảm, dám xả thân hy sinh của cô ấy. Nhưng trong trận chiến lần này, Kiêm Hà đã áp đảo hai đại sát thần Bạch Vô Nhai và Lâm Thanh Thủy, trở thành một trong ba người đứng đầu có chiến lược mạnh nhất ma đạo, chỉ đứng sau tôi và Thủy Hỏa. Từ sau khi Quy Khư xuất thế, thiên đạo đã không còn giám sát chúng sinh, chỉ tuân theo những phép tắc ngày trước để lại và trốn vào trong hư không. Cũng chính vì vậy mà Kiêm Hà mới không bị trừng phạt sau khi bộc phát sức mạnh của huyết mạch huyễn ma, thậm chí sau cuộc chiến này cô ấy còn trực tiếp tiết lộ danh tính huyễn ma của mình. Kể từ đó, tên tuổi của huyễn ma Kiêm Hà vang danh thiên hạ. Có thêm viện trợ từ Khương Tuyết Dương, Lâm Thanh Thủy và đội quân cánh phải, đệ tử của Quỷ Vương Tông ngay lập tức rơi vào trạng thái khủng hoảng. Lúc này Huyết Y Quỷ Vương đã nổi cơn thịnh nộ, liều mạng hấp thu quỷ khí sau đó biến thành ác ma cao 10 trượng, tay hắn cầm cây thương diệt hồn của Quỷ Vương, gồng mình chống lại vòng vây của Hách Liên Phong Hậu và Bạch Hà Sầu. Kinh vân trận của Bạch Hà Sầu đã kết thúc, lão tự mình tham gia trận chiến. Thực ra, sức chiến đấu của Bạch Hà Sầu luôn bị đánh giá thấp, điều này giống với lịch sử 3.000 năm trước đến bất ngờ. 3.000 năm trước, Bạch Hà Sầu là thiên tôn thứ 6 bị đạo tổ làm ngơ, còn hiện giờ danh tiếng của lão trong ma đạo cũng rất mờ nhạt, thậm chí còn không bằng Lưu Phong Vũ và Kiêm Hà. Nhưng trận chiến lần này không những củng cố thêm uy danh của Kiêm Hà mà còn cho người đời biết được cái gì gọi là tuổi già trí chưa già. Kiếm pháp sư trai trám của Bạch Hà Sầu nhìn thì nhẹ nhưng lại rất nặng, mỗi một chiêu thức đều ảnh hưởng đến tự nhiên, lúc điên cuồng với gió mưa, lúc lại nhẹ nhàng tinh tế như từng cánh hoa. Nhìn nhẹ mà nặng, vô cùng tàn độc. Mới đầu, lão cùng Hách Liên Phong Hậu cùng nhau tấn công thân thể lệ quỷ của Huyết Y Quỷ Vương, đến lúc Bạch Hà Sầu bộc phát thần uy, Hách Liên Phong Hậu đành phải né đi, để Bạch Hà Sầu chiến một trận sinh tử với Huyết Y Quỷ Vương. Khác với Khương Tuyết Dương và Thủy Hỏa là những sinh mệnh mới, Bạch Hà Sầu là thần hồn chuyển sinh, thọ mệnh thần hồn của lão đã đạt đến cực hạn, cuộc chiến lần này với Huyết Y Quỷ Vương là một nét chấm phá mà lão để lại cho ma đạo trong kiếp này. Bằng chính thực lực của mình, lão đã chém chết Huyết Y Quỷ Vương, trở thành thiên tôn thứ 6 của ma đạo thời đó. Hai phe trái phải đã giành được thắng lợi vẻ vang, hiện giờ chỉ còn lại mỗi phe ở giữa là vẫn chưa phân thắng bại. Tình hình ở trung tâm khó ai có thể can thiệp, họ chỉ có thể dựa vào chính mình để tranh hơn thoai. Kiếp trước Hoàng Kiêu bị hậu nhân của Lý Thuần Phong mưu hại, kiếp này hắn giống với Thủy Hỏa, đều là âm hồn đắc đạo. Hai thanh kiếm lớn trong tay hắn gọi là Thiên Tử Nghiệp Hỏa Kiếm, dùng nó giết người sẽ không phải trả nghiệp. Thủy Hỏa có uy áp của tử thần, hắn có đế vương chi đạo, so về tu vi, hắn còn cao hơn Thủy Hỏa một bậc. Tranh đấu đến giờ, gió bắc chúc phúc trên người Thủy Hỏa đã mất đi hiệu lực, nhưng tinh thần chiến đấu của Hoàng Kiêu lại không hề giảm đi chút nào. Hắn khoác trên mình chiến giáp màu vàng óng, tay cầm Thiên Tử Nghiệp Hỏa Kiếm, cả người tỏa ra uy nghiêm vô song. Tuy ma đạo đã đánh bại 20 vạn đại quân của Âm Sơn, nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt. Nếu như Hoàng Kiêu không chết, số mệnh của ma đạo cũng khó mà bảo toàn. Đao và kiếm xẹt qua nhau vô số lần, lần sau lại càng ác liệt hơn lần trước. Do bị tấn công từ cả hai phe trái phải, đệ tử Ma Dục Cung phía sau Hoàng Kiêu dần lùi về Lang Sơn, còn 1 vạn vong hồn sau khi bị Thủy Hỏa hấp thu hết ý chí lại quay trở về trong Long Hồn Hạo Kỳ. Hiện giờ chỉ còn mỗi Thủy Hỏa và Hoàng Kiêu tranh đấu, mà chiến trường chính là núi thi thể dưới chân họ. Dầm một tiếng vang trời, Đao Trần Yêu và Thiên Tử Nghiệp Hỏa Kiếm lại đụng độ với nhau, lần này cả hai đều dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Dư âm của đòn hủy diệt rơi từ trên không xuống mặt đất, khiến mặt đất lún xuống vài trượng, trên không vang lên vô số tiếng nổ. Thậm chí nó còn ảnh hưởng đến cả Lang Sơn, khiến đất đá đổ sập, đỉnh núi siêu vẹo. Đệ tử ma đạo phải nhanh chóng lùi về sau 100 trượng mới có thể tránh khỏi ảnh hưởng từ dư âm cuộc chiến. Trời sập đất nứt, trận giao chiến lần này trực tiếp phá vỡ hư không, đảo lộn mọi thứ. Khi tất cả dần lắng xuống, trên chiến trường đã không thấy bóng của Thủy Hỏa nữa, chỉ còn Hoàng Kiêu đứng dựa vào kiếm, máu chảy ra từ mũi và miệng, hắn để lộ một nụ cười hung tợn. Tử thần ư, kiếm của chấm còn giết được thần cơ. Chương 421, Tử thần không chết một. Cuộc giao chiến giữa Thủy Hỏa và Hoàng Kiêu đã làm hư không nổ tung, cuối cùng lại chỉ thấy Hoàng Kiêu mà không thấy bóng dáng Thủy Hỏa, tâm trạng đệ tử ma đạo trở nên vô cùng nặng nề. Rất nhiều đệ tử ma đạo sốt sắng tìm kiếm Lâm tướng quân của họ, nhưng tìm khắp nơi, ngoại trừ mùi máu tanh, căn bản không thể tìm thấy bóng hình Thủy Hỏa. Khương tướng, Lâm tướng quân đi đâu rồi? Kiêm Hà hỏi, cô ấy vừa hỏi, Bạch Hà Sầu, Lâm Thanh Thủy, Bạch Vô Nhai và các tướng của ma đạo đều đồng loạt nhìn về phía Khương Tuyết Dương. Khương Tuyết Dương bèn giang hai cánh tay ra, nhắm mắt lại, giải phóng tham lang chi đạo, dùng sức mạnh của nhân quả trong bản đồ sao của Sát Phá Lang để cảm nhận sự tồn tại của Thủy Hỏa. Một lúc lâu sau, Khương Tuyết Dương mở mắt ra, nhẹ giọng nói còn sống. Chỉ hai chữ, còn sống. Đệ tử ma đạo nghe vậy lập tức như hồi sinh trở lại. Nếu còn sống tại sao chúng tôi không tìm thấy người chứ? Chúng tôi thậm chí còn không cảm nhận được thần niệm của ngài ấy nữa. Lâm Thanh Thủy hỏi, tử thần đã hóa hư không và đi vào cảnh giới niết bàn của thần, yên tâm đi, Thủy Hỏa sẽ quay trở lại thôi. Khương Tuyết Dương nói, ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, mà đạo phá quân sớm đã bị thiên tử nghiệp hỏa kiếm của chấm tiêu diệt, hồn tiêu phách tán, nào có thể trở về nữa. Hoàng Kiêu cười hả hê, thiên tử nghiệp hỏa kiếm giết người không phải báo nghiệp, bất cứ ai bị nó chém, sau khi chết sẽ mất cả thi thể lẫn linh hồn, lật tung tam giới cũng tìm không ra, kiếp trước và kiếp này đều sẽ tan biến, giống như chưa từng tồn tại vậy. Cũng chính vì vậy mà nó mới có thể tránh khỏi nghiệp nhân quả. Thanh kiếm này đến từ Cửu U Minh giới, tương truyền hậu thổ nương nương đã lấy sắt của Cửu U Minh, sau đó dùng nghiệp hỏa của 18 tầng địa ngục luyện thành, nó vốn là một trong 10 đại thần binh của Âm Ty, nhưng sau này lại bị Âm Sơn lão tổ trộm mất, truyền cho tam đệ tử của hắn Hoàng Kiêu. Hoàng Kiêu vừa mới dứt lời, trên trời đột nhiên biến đổi lạ thường. Bởi vì cuộc chiến lúc nãy khiến trời đất mù mịt, Hoàng Vân ngưng tụ lại, sau đó tạo thành một vòng xoáy hư không cực lớn. Sau khi thành hình, vòng xoáy hư không nhanh chóng hút lấy tất cả tử ý và năng lượng của linh hồn còn lại sau cuộc chiến. Tử ý và hồn năng hóa thành làn khí đen, từ mặt đất bay về phía nó. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng kinh ngạc, đến Hoàng Kiêu cũng thu lại vẻ kiêu ngạo ban nãy, lộ ra biểu hiện khó tin. Tất cả khí đen thoát ra từ mặt đất thấm đẫm máu tươi đều bị vòng xoáy hư không hút lấy. Sau một trận chiến lớn như vậy, tàn hồn vô số, sau khi chết còn giải phóng ra một lượng lớn hồn năng, có thể nói là lấy không hết dùng chẳng cạn. Nhưng vòng xoáy hư không lại giống như một hố sâu không đáy, có hút bao nhiêu cũng không lấp đầy được nó. Lượng khí đen bị hút vào càng nhiều, vòng xoáy hư không lại chuyển động càng nhanh, đồng thời nó thu nhỏ tập trung lại vùng trung tâm. Sau khi chút khí đen cuối cùng bị hút vào, một bóng dáng uyển chuyển đi ra từ chỗ sâu nhất của vòng xoáy hư không. Lúc đầu toàn thân người con gái đó bị bao phủ bởi luồng khí đen, không thể nhìn rõ mặt. Chỉ mơ hồ nhìn thấy làn da trắng mướt, đôi chân dài thon thả, cơ thể đẫy đà, vô cùng quyến rũ. Khí đen xâm nhập vào cơ thể theo từng bước đi uyển chuyển, gương mặt của cô ấy cũng dần lộ ra, đó là một khuôn mặt lạnh tanh và hoàn hảo không khuyết điểm. Ngũ quan của cô ấy rất giống Thủy Hỏa, nhưng khác với Thủy Hỏa, trong mắt cô ấy có ngọn lửa xanh như băng và đôi môi đen như mực, lạnh như đao. Cô gái bước ra từ vòng xoáy hư không, từ trong đó không ngừng bay ra những bộ phận của áo giáp, chúng lần lượt tự động mặc lên người cô. Bộ giáp hắc kim được làm từ xương sọ, vai trái trừng mắt oán giận, vai phải trừ tà, lông chim trĩ, gương chiếu cốt của Tần Vương, thắt lưng là xương rồng hóa thạch, giày là xương cốt của vong hồn. Ngay cả chấn hồn đao từ trong hư không cũng bay về trong tay cô gái đó. Nếu không phải Thủy Hỏa thì còn là ai được nữa. Thiên tử nghiệp hỏa kiếm giết người không dính nhân quả, nhưng vào lúc Thủy Hỏa đối mặt với cái chết, thân bất tử của tử thần đã kịp thời ngăn chặn cái chết xảy ra và cứu được thần hồn của cô ấy trước khi thiên tử nghiệp hỏa kiếm phát huy tác dụng. Sau đó, thân thể của Thủy Hỏa đã bị thiên tử nghiệp hỏa kiếm diệt vong, cả áo giáp và chấn hồn đao đều bị huyền không hỗn độn được tạo ra từ mảnh vỡ huyền không nuốt chừng. Thần hồn vẫn còn đó, áo nghĩa mạnh nhất của tử thần cũng bắt đầu phát huy tác dụng, trên không hiện ra một vòng xoáy hư không, nó hấp thu tất cả hồn năng để ngưng kết lại nhục thân cho Thủy Hỏa. Vương Chân Nhân đã xem thường thân bất tử của Thủy Hỏa, không phải là nhục thân không diệt thì có thể dùng hồn năng để khôi phục lại như ban đầu, mà là chỉ cần thần hồn bình an vô sự liền có thể sống lại. Tử thần không chết, sau khi Thủy Hỏa thu thập hồn năng để ngưng kết lại thân thể tử thần và bước ra từ vòng xoáy hư không, tất cả đều kinh ngạc tột độ. Lát sau, Thủy Hỏa ung dung đáp đất, vòng xoáy hư không cũng biến mất trong thầm lặng. Lúc này sắc mặt Hoàng Kiêu đã tái mét, trận ác chiến với Thủy Hỏa lúc trước đã vắt kiệt thần niệm của hắn, lần này Thủy Hỏa lại quay về với thân phận của tử thần, không cần nghĩ cũng biết sức chiến đấu của cô ấy còn đột phá hơn nữa. Chương 422, Tử Thần Không Chết 2. Sau khi Thủy Hỏa thu thập hồn năng để ngưng kết lại thân thể tử thần và bước ra từ vòng xoáy hư không, tất cả đều kinh ngạc tột độ. Lát sau, Thủy Hỏa ung dung đáp đất, vòng xoáy hư không cũng biến mất trong thầm lặng. Lúc này sắc mặt Hoàng Kiêu đã tái mét, trận ác chiến với Thủy Hỏa lúc trước đã vắt kiệt thần niệm của hắn, lần này Thủy Hỏa lại quay về với thân phận của tử thần, không cần nghĩ cũng biết sức chiến đấu của cô ấy còn đột phá hơn nữa. Cô có gì đột phá rồi sao? Khương Tuyết Dương lại gần Thủy Hỏa hỏi. Vẫn chưa, Thủy Hỏa bình thản đáp. Cũng may, nếu không thời đại mạt Pháp sẽ vì cô mà kết thúc, mà đạo cũng sẽ bị diệt trong tay cô. Tôi biết, dấu mốc kết thúc thời đại mạt Pháp là khi nhân gian có người giác ngộ trở thành thiên tôn, Bất kể là ai, chỉ cần xuất hiện thiên tôn, thời đại mạt pháp cũng sẽ vì vậy mà chấm dứt. Đột phá trong câu hỏi của Khương Tuyết Dương chính là muốn hỏi có phải Thủy Hỏa đã giác ngộ thiên tôn hay không. Lúc này lực lượng của ma đạo đã bị tổn thất nặng nề, cuộc chiến với Âm Sơn vẫn còn chưa ngã ngũ, nếu thời đại mạt pháp đột nhiên kết thúc, chắc chắn sẽ hủy diệt cả ma đạo. Dù thiên giới và Âm Ty đều đang bận giải quyết việc nhà, nhưng chỉ cần vị thiên tôn đó xuất hiện thì có thể hủy diệt cả ma đạo. Chỉ với hai vị thiên tôn còn tại thế của ma đạo, căn bản không thể cứu ma đạo khỏi nạn diệt vong sau khi thời đại mạt pháp kết thúc. Kết thúc cuộc trò chuyện với Khương Tuyết Dương, Thủy Hỏa bèn cầm đao tiến về phía Hoàng Kiêu. Lúc đầu Hoàng Kiêu còn giữ được mấy phần khí thế của bậc đế vương, nhưng Thủy Hỏa càng tới gần, sắc mặt của hắn càng khó coi, cuối cùng cả mặt đều xanh mét. Kiếm của ngươi có thể diệt được cả thần ư? Thủy Hỏa đứng cách hắn 5 thước, lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Tử thần bất tử, không ngờ ngươi mới phong thần mà đã lĩnh ngộ được giáo lý thâm sâu nhất của tử thần, lại còn ngưng kết được thân bất tử của tử thần, Âm Ty nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hoàng Kiêu nghiến răng nghiến lợi nói, thân bất tử mà hắn nói chính là cơ thể tử thần của Thủy Hỏa hiện giờ. Sau khi lĩnh ngộ được giáo lý thâm sâu nhất của tử thần, trước đây cô ấy có thể hấp thu hồn năng để trị thương, nhưng lại không có sức phòng thủ mạnh mẽ như thiên tôn. Hiện tại Thủy Hỏa chỉ bị ảnh hưởng bởi pháp tắc chi lực, còn tất cả những thuật pháp của ngũ hành đều không thể làm cô ấy bị thương. Nói cách khác, những người chưa giác ngộ được pháp tắc sẽ không thể làm hại Thủy Hỏa, đối với cô ấy mà nói chỉ là tên nhãi nhép mà thôi. Dù có thiên quân vạn mã, ta vẫn đứng yên bất động. Hay có thể nói là chưa giác ngộ thiên tôn mà đã có được thiên tôn đạo thể. Thời đại mạt pháp chỉ cấm kỵ cảnh giới thiên tôn chứ không hề cấm kỵ thiên tôn đạo thể, Thủy Hỏa vừa hay lại lợi dụng kẽ hở này của thiên đạo, bước ra khỏi bàn cờ. Sau 3.000 năm, ma đạo phá quân anh dũng vô song cuối cùng cũng danh xứng với thực. Hoàng Kiêu, người ỷ mình có thiên tử nghiệp hỏa kiếm mà ngang nhiên tạo sát nghiệp, tàn sát vô số chúng sinh, tội ác không thể dung thứ, hôm nay ngươi nhất định phải đền tội. Thủy Hỏa nói, chấm không có tội, thiên đạo bất nhân coi vạn vật như súc sinh, chấm chỉ đang làm theo ý trời mà thôi. Thiên đạo không bắt ngươi đền mạng, không có nghĩa ma đạo ta không trừng trị được ngươi. Dứt lời, Thủy Hỏa liền giơ đao trấn yêu lên. Ở đây vừa trải qua một cuộc chiến đẫm máu, trên chiến trường còn sót lại vô số ý chí anh linh, âm khí cực nặng. Sau khi Thủy Hỏa giơ đao trấn yêu lên, ý chí của những linh hồn đã chết nhận được lệnh chiêu hồn của tử thần, âm khí thi nhau nhập vào trong đao trấn yêu. Sắc mặt Hoàng Kiêu đã tái mét, hắn ta muốn chạy trốn nhưng bị Thủy Hỏa chặn lại, hắn liền muốn tự hủy huyền quan để đồng quy vu tận với Thủy Hỏa. Đáng tiếc, con đường đế vương chưa từng nghĩ đến chuyện xả thân, tự hủy huyền quan không phải việc mà ai cũng làm được. Chỉ do dự một chốc thôi, đao của Thủy Hỏa đã giáng xuống. Hoàng Kiêu dùng chút sức tàn của mình giơ thiên tử nghiệp hỏa kiếm lên đỡ chiêu, một tiếng răng rắc vang lên, đến cả thần binh như thiên tử nghiệp hỏa kiếm cũng không đỡ được đòn tấn công của Thủy Hỏa mà gãy làm đôi, sau đó đao của Thủy Hỏa xuyên thẳng qua người của Hoàng Kiêu. Đao quang xuyên người, Thủy Hỏa quay lại đi về phía trận doanh của đệ tử ma đạo. Phía sau lưng cô ấy, Hoàng Kiêu một thân chiến giáp màu vàng, đứng yên bất động. Một lúc sau, một tiếng nổ lớn vang lên, cả người Hoàng Kiêu và chiến giáp của hắn cùng nổ tung, đến thần hồn cũng không thoát được. Nhân ma Hoàng Kiêu cứ như vậy bị chính tay ma đạo phá quân kết liễu. Đạo tổ đã xảy ra chuyện gì rồi? Thủy Hỏa hỏi, kiếm ma nhập thể, tình trạng đang rất nguy cấp. Khương Tuyết Dương nói, không ngờ điều tôi lo lắng nhất lại xảy ra, lần trước đã nói với anh ấy đừng để kiếm ma kiểm soát thân thể, đưa thức thần vào huyền quan. Bây giờ chỉ đành chờ thức thần của anh ấy và kiếm ma phân thắng bại thôi. Chương 423, gặp lại Phong Thần 1. Không chỉ Khương Tuyết Dương và Thủy Hỏa, mà tất cả đệ tử ma đạo đều đang đợi xem thức thần hay kiếm ma của tôi quyết định ai là người chiến thắng trong huyền quan. Nhưng đáng tiếc điều họ không biết là, thức thần của tôi đã bị kiếm ma giết rồi, ý chí anh linh cũng bị cờ chiêu hồn thu vào trong đó. Không biết tình hình này đã trôi qua bao lâu, khi tôi có ý thức trở lại, người của tôi đã trở thành bóng hình mờ ảo, hiện tại ngồi ở bên ngoài cung điện hùng vĩ sừng sững. Đứng đó quan sát xung quanh, thì phát hiện cung điện được xây dựng trên một hòn đảo. Bốn mặt đều là nước biển, bầu trời xanh ngắt nhìn không thấy chân trời, đại dương mênh mông cũng không nhìn thấy điểm kết thúc. Gió biển phảng phất, hải âu vần bay, tuy không có tiên khí bay lượn, nhưng cũng đẹp như tiên cảnh vậy. Điều quan trọng nơi đây mang lại cho con người cảm giác vô cùng thanh bình yên ả, không một chút tàn ác. Tôi không biết đây là đâu, nhưng tôi có cảm giác mặt đất dưới chân tôi như dính liền với huyết mạch vậy. Mơ màng một lúc, tôi chợt bừng tỉnh, thức thần trong huyền quan của tôi đã bị hắc kiếm chém qua, đúng ra là ý thức của tôi cũng sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa, có chuyện gì đang xảy ra với tôi bây giờ thế nhỉ? Tôi rốt cuộc là ai, hay là tôi của hiện tại đang tồn tại theo dạng nào? Lẽ nào tôi đã bị ý chí anh linh trong cờ chiêu hồn hút vào? Nỗi nghi hoặc trong lòng tôi càng ngày càng nhiều, không hiểu ra sao, tôi dứt khoát không nghĩ gì thêm nữa. Ý chí anh linh là do hồn niệm biến hóa mà thành, tự nhận thức được sự tồn tại của mình, điều này có thể lý giải được, còn ở đây rốt cuộc là nơi nào, chắc chỉ còn cách tự mình đi tìm hiểu thôi. Ngay lập tức, tôi bắt đầu từng bước đi tới cổng quần thể cung điện. Cung điện vô cùng hùng vĩ, kiến trúc hướng thẳng lên bầu trời, ngay cả tiên đạo núi Côn Lôn cũng không có công trình kiến trúc hùng vĩ như vậy. Hơn nữa không khí ở cung điện này hoàn toàn không giống với thần điện của tiên đạo, thần điện của tiên đạo sừng sững như thần minh bất khả xâm phạm. Nhưng cung điện này không có cảm giác uy áp, mà mang đến sự tương tác với thiên nhiên. Cổng của quần thể cung điện rất cao lớn, cột đá hai bên hướng thẳng lên trời, cách mặt đất chừng hơn 10 trượng, bảng hiệu được treo có một mặt bằng bạch ngọc, trên đó được khắc ba chữ lớn trông như rồng bay phượng múa. Nó viết cung vô danh, nhìn thấy ba chữ cung vô danh này tôi nghĩ ngay tới bài thơ nọ, ngũ hành vì ngã nhậm ý du, tứ hải chúng sinh ra hữu duyên. Mạn đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cung nội tận thiện ngôn. Tạm dịch, ngũ hành du hành cùng tôi, tất cả chúng sinh đều có số phận. Đừng nói quan ải thật như sắt, lời nói thân thiện trong cung vô danh. Nếu như quần thể cung điện trước mắt tôi là cung vô danh tổ đình của ma đạo thời trước, vậy thì hòn đảo ngay dưới chân tôi là đảo Kim Ngao rồi. Nhưng cung điện vô danh và đảo Kim Ngao không phải là đã quay về quy khư rồi sao, sao lại có thể tái xuất hiện chứ? Đúng lúc tôi đang định vượt qua cổng để đi vào trong, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người gọi, đạo tổ, không được. Ngoảnh lại nhìn, là một khuôn mặt quen thuộc của chiến sĩ hồ tộc Thanh Khâu, linh thể mờ ảo giống tôi. Chiến sĩ Thanh Khâu hồ tộc này sau khi hiện thân, rất nhanh có thêm rất đông chiến sĩ Thanh Khâu hồ tộc khác cũng hiện thân, còn có thêm rất nhiều âm nhân. Số lượng tăng lên một cách nhanh chóng, tới cuối giống như tất cả mọi người sống trong quần thể cung điện đều chạy ra ngoài. Họ ở trong cổng, tôi ở ngoài cổng, cách nhau như cả một thế giới. Đạo tổ sao người lại tới đây? Đạo tổ sao lại xuất hiện ở đây? Là ai đã giết đạo tổ? Nhìn những gương mặt quen thuộc trước mắt, nghe họ thốt ra những lời nói, có một nỗi buồn to lớn chợt kéo đến trong lòng tôi. Trước mắt là những ý chí anh linh của chiến sĩ ma đạo chết trong trận chiến, từ sau khi bái tôi thành tướng Hàn Hoang, họ theo tôi chiến đấu vì ma đạo. Hàn Hoang đánh bại Dã Tiên, giết quỷ ở núi Không Minh, sau đó lại giết vào tận Đại Miếu, bảo vệ Sơn Hải Quan, tấn công Âm Sơn. Đệ tử ma đạo thương vong nặng, cho nên mới có nhiều ý chí anh linh như vậy. Đây mới là một phần nhỏ, bởi vì những đệ tử vong hồn chết trong trận chiến sẽ không xuất hiện ở đây. Nhìn thấy họ, tôi cũng đã hiểu ra đây là đâu rồi. Đây chính là thế giới trong cờ chiêu hồn, nhưng tôi không tưởng tượng được thế giới trong cờ chiêu hồn lại có hình ảnh phản chiếu đảo Kim Ngao của tổ đình ma đạo. Đổi lại tôi rất nhanh đã hiểu ra, từ lúc ma đạo bắt đầu đến Hàn Hoang, không phải là chúng tôi chiến đấu để mở lại ma đạo tổ đình sao? Chương 424, gặp lại Phong Thần 2. Đảo Kim Ngao đã chìm không còn nữa, nhưng trong lòng mỗi đệ tử ma đạo đều tồn tại một đảo Kim Ngao vĩnh viễn không bao giờ chìm cả. Cho nên, anh linh của đệ tử ma đạo chết trận mới có thể ngưng tụ lại suy nghĩ chung trong cờ chiêu hồn, ngưng tụ lại hình ảnh phản chiếu của đảo Kim Ngao của tổ đình ma đạo. Đây không phải không gian thật, đảo Kim Ngao thực lớn hơn ở đây gấp trăm lần. Thảo nào ở đây không có tiên khí, hóa ra đó là hình ảnh phản chiếu. Nghĩ thông điểm này, nỗi buồn trong lòng tôi càng thêm nặng nề. Tôi đã không thể cho họ được đảo Kim Ngao mà trước và sau khi chết họ đều niệm, thậm chí ngay cả ma đạo tổ sư tôi cũng bị rớt xuống đây. Đạo tổ, người không nên tới đây, người hãy quay về đi. Chiến sĩ hồ tộc Thanh Khâu người đầu tiên bắt chuyện cùng tôi nói. Ta đã chết rồi, bị kiếm ma giết trong huyền quan, không về được nữa. Tôi nói, đạo tổ, chỉ cần không bước vào cửa thì người có thể quay về. Người nói câu này tôi có biết, Lưu Phong Độ, chiến tướng Thanh Khâu hồ tộc đã chết trong trận chiến Thổ Mặc Xuyên. Làm sao về được đây? Tôi hỏi, đạo tổ từ biển tới, cũng từ biển quay về. Được, để ta thử xem sao. Trận chiến Âm Sơn vẫn chưa kết thúc, ta bắt buộc phải quay về nhân gian ngay, xin cáo từ chư vị. Lúc đó tôi mang nỗi buồn rất lớn, vẫy tay chào tạm biệt với anh linh tử trận của ma đạo. Đi được một lúc lâu, đợi khi tôi quay người, vẫn thấy họ đứng sau cổng nhìn về phía tôi. Đạo tổ, đừng bao giờ tới đây nữa, đây không phải nơi người nên đến. Lưu Phong Độ la lớn, tôi nghe thấy điều này, toàn thân cảm thấy xúc động. Cũng không dám nhìn họ lần nữa, từng bước hướng về phía bờ biển. Đến bờ rồi, tôi lại bắt đầu hoang mang, biển cả mênh mông, không có thuyền, tôi nên làm gì, và đi về hướng nào đây? Vừa nghĩ tới thuyền, bỗng nhiên một chiếc thuyền nhỏ từ ngoài biển lướt tới. Tôi đang rất ngạc nhiên không biết con thuyền này từ đâu, bỗng nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc vang lên, còn ngây ra đấy làm gì, lên nhanh đi nào. Là Phong Thần, tiếng của Phong Thập Bát, lên được trên thuyền, nhìn thấy đúng là ngài ấy đang ngồi ở đó. So với lần trước tôi gặp ngài ấy, hiện tại ngài ấy lộ ra nhan sắc thật, lông mày nhạt, kiểu hơi xa lánh, ánh mắt trong veo, dường như không có chút trói buộc nào. Trang phục của ngài ấy cũng có sự thay đổi lớn, trước kia ngài ấy mặc y quan của phụ nữ cổ đại, nhưng hôm nay ngài ấy mặc một chiếc đạo bào màu trắng khá rộng, có chiếc đai thắt ngang lưng, có cảm giác thoải mái, cũng không gò bó gì cả. Mỹ nữ tôi gặp không ít, nhưng chưa gặp qua người nào mà phóng khoáng dễ chịu như ngài ấy. Không hổ là phong thần, quả nhiên là tự tại thản nhiên như gió. Tạ Lan bái kiến phong thần, tôi nói, ngươi không cần bái ta, ta đã không còn thần vị nữa. Sau này, ngươi cứ gọi thẳng tên ta là được rồi. Phong Thập Bát, tôi gọi ngài là tiền bối vậy. Cũng được, ta không đủ tư cách làm sư phụ của ngươi, gọi một tiếng tiền bối là được rồi. Phong tiền bối, đây là thế giới trong cờ chiêu hồn, ngài sao lại xuất hiện ở đây vậy? Tôi hỏi, ngươi quên là trong huyền quan của ngươi vốn dĩ ta có để lại một ngọn gió phục hồi sao? Tiếp đó, Phong Thập Bát kể tôi nghe chuyện nguyên nhân ngài ấy có mặt tại đây. Khương Tuyết Dương đăng đàn làm pháp phổ trong 9 ngày, thu hút sự chú ý của Phong Thập Bát và sau khi ban phúc cho cô ấy, Phong Thập Bát âm thầm theo dõi trận chiến ở vùng trời Âm Sơn. Thời đại mạt Pháp vẫn chưa kết thúc, ngài ấy không thể dễ dàng ra tay được. Đợi tới lúc ngài ấy nhận ra tôi bị kiếm ma nhập vào huyền quan, cùng với sự giúp đỡ của ngọn gió phục hồi trong huyền quan, bản tôn tách một phần phân thần biến thành một đạo hồng hoang thần niệm từ huyệt thần đình âm thầm nhập vào trong huyền quan của tôi. Khi ta đi vào, thức thần của người đã bị kiếm ma giết rồi, chỉ còn cách giết kiếm ma báo thù cho ngươi. Phong Thập Bát nói, vậy sao ngài lại tới đây nữa? Tôi hỏi, không phải ta muốn tới, mà là cờ chiêu hồn hút ta vào, còn chuyện gì xảy ra thêm, ta cũng không rõ nữa, hoặc cũng có thể vận mệnh kéo ta vào trong này. Vậy làm sao chúng ta có thể ra ngoài được đây? Chân trời góc bể cũng có điểm kết thúc, đến được tận cùng của thế giới, đó chính là lối ra quay trở lại huyền quan của ngươi. Phong tiền bối, cần tới ngày tháng năm nào mới có thể đến được tận cùng của thế giới? Thế giới trong cờ chiêu hồn không có ngày tháng, bất luận ngươi ở đây bao lâu, khi ra khỏi đây cũng như là cái búng tay mà thôi. Thay vì lo lắng chờ đợi, chỉ bằng suy nghĩ về những điều sau khi ra ngoài. Phong tiền bối ngài thật nhìn xa trông rộng, không biết lúc ngài vào tới đây tình hình ma đạo ra sao? Tôi hỏi, lúc ta vào, đại quân hành thi Âm Sơn đã bị xóa sổ rồi, khi đó hai đội quân ma đạo hợp sức quét sạch đệ tử Quỷ Vương Tôn không thành vấn đề gì. Ồ, vậy trận quyết chiến của Thủy Hỏa và Hoàng Kiêu thì sao? Nếu như không có gì khác xảy ra, thì vợ của ngươi đã ngưng kết ra thân thể bất tử của tử thần trong trận chiến này rồi, đến lúc đó tương đương với việc có được thiên tôn đạo thể, thật xứng danh là tướng sát phạt vô song của ma đạo. Nghe tới đây tôi vạn phần thích thú, Thủy Hỏa nếu như đúng là ngưng kết thành thân thể bất tử, đó là điều may mắn lớn nhất của ma đạo. Thêm một điểm nữa, Thủy Hỏa có được thân thể bất tử, sẽ không chịu điều cấm kỵ âm dương nữa. Điều này cũng có nghĩa là, tôi với cô ấy có thể trở thành vợ chồng thật sự rồi. Chương 425, Tâm hồn chi kỷ 1. Đại dương vô tận, có Phong Thập Bát làm bạn, kiếp phù du ung dung tự tại. Trận chiến Âm Sơn vẫn chưa kết thúc, sức mạnh của Lang Xuyên Quân cũng không thua kém gì Hoàng Kiêu. Sức mạnh 10 vạn đệ tử chính thống của Âm Sơn Tổ Đình thật kinh khủng, lúc đầu một trận đã quét sạch đại quân Âm Ty. Thời đại mạt Pháp ta không thể ra tay giúp đỡ, mà đạo không ai muốn tham lam mà tấn công tiếp. Phong Thập Bát nói, tôi lo lắng cho A Lê. Tôi nói, mệnh của A Lê có kiếp nạn này, đó là số phận của cô ấy chỉ có thể tự mình vượt qua. Phong tiền bối, ngài có biết Quỷ Tiễn Phùng Mông bắt A Lê đi là vì gì không? Tôi hỏi, Thái Cổ Nguyệt Ma thần tính có hai mặt, mặt sáng ảnh hưởng bởi bộ tộc Đông Di, mặt tối ảnh hưởng bởi tộc Phùng Mông. Ta nghĩ, Quỷ Tiễn Phùng Mông bắt A Lê đi là muốn mượn sức mạnh ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma trên người cô ấy, đánh thức ma tính trong mặt tối của nó. Phong Thập Bát nói, Quỷ Tiễn Phùng Mông có sức mạnh chiến đấu vô song, tiễn pháp có 102 không kém gì A Lê. Nhưng sức mạnh ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma trên người hắn lại không thể bằng A Lê, vì A Lê là người thừa kế được chọn của Thái Cổ Nguyệt Ma. Lúc tại Tuyết Vực bí cảnh, Thái Cổ Nguyệt Ma đúng là đã tỉnh lại một lần trên người của A Lê. Nhớ lại tình cảnh hôm đó trong lòng tôi vẫn còn bàng hoàng, ánh trăng nhẹ nhàng, như ánh ban mai đánh thức bình minh, mang lại niềm hy vọng cho con người. Còn Thái Cổ Nguyệt Ma đời buồn vô hạn, thế giới đó tôi đã từng đến, một câu nói thôi nghe cũng đủ cho tôi cảm thấy sầu não tới rớt nước mắt. Thái Cổ Nguyệt Ma như hôm nay đã hoàn toàn bị tiêu diệt và trở về với trời đất, trong huyền quan của tôi chỉ còn lại một ánh trăng bị chết yểu, lấy tất cả sức mạnh cuối cùng đưa cho A Lê rồi. Tạ Lan, người nên nhớ, một khi Quỷ Tiễn Phùng Mông mượn A Lê đánh thức ma tính mặt tối của mặt trăng, sát phá lang ma đạo sẽ bị giết. Phong Thập Bát nói, sức mạnh ma tính trong mặt tối của mặt trăng đáng sợ như vậy sao? Tôi nghe xong kinh ngạc, nghiêm túc hỏi lại, muốn phá sát phá lang tam phương tứ chính của ma đạo, có lẽ chỉ cần 3 mũi tên là đủ. Phong Thập Bát nói, trận chiến ma đạo và Âm Sơn, sát phá lang kiếp nạn chồng chất. Thiên đạo trước khi quy khư xuất thế, đã chuyển tai ương trên nhân gian sang Âm Sơn. Đợi đến quy khư xuất thế khi mệnh bàn sát phá lang có tác dụng, tai ương trên nhân gian đều bị đổ lên đầu sát phá lang tam tinh. Lang Xuyên Quân và 10 vạn đệ tử chính thống của Âm Sơn Pháp Mạch là một bài kiểm tra nghiêm túc, Quỷ Tiễn Phùng Mông lại là một bài chuyên về kiểm tra sinh tử của sát phá lang tam tinh. Ngoài 2 bài kiểm tra này, còn tồn tại một biến số vô cùng hung ác khác, biến số đó chính là tên sát quân thứ nhất trong số Âm Sơn thập nhị sát. Sát quân thứ nhất rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Nghe đến đây tôi liền hỏi, không ai biết cả, nhưng theo ta đoán, sức mạnh của hắn cũng có thể đạt tới giới hạn cho phép trong nhân gian của thời đại mạt Pháp. Nếu hắn ra tay, có thể đảo ngược tình hình trận chiến giữa ma đạo và Âm Sơn. Câu nói này của Phong Thập Bát khiến tôi nghe thấy ớn lạnh. Nếu đúng như vậy, trận chiến ma đạo và Âm Sơn sẽ vô nghĩa. Ngươi cũng đừng nên quá lo lắng, hắn chưa chắc đã ra tay. Thấy tinh thần tôi chán nản, Phong Thập Bát nói lời an ủi. Nhưng vận mệnh này không do mình làm chủ thì cảm thấy thật tệ. Tôi nói, ha ha, cho dù là thiên đạo cũng không thể điều khiển chuyện này, huống hồ mệnh bàn sát phá lang tam phương tứ chính cũng không dễ bị phá vỡ đâu. Chân trời góc bể cũng có điểm kết thúc, đang bàn bạc cùng với Phong Thập Bát, con thuyền của chúng tôi cuối cùng cũng tới tận cùng của thế giới. Điểm kết thúc của thế giới cờ chiêu hồn là một vòng xoáy hư không đen tối, tôi và Phong Thập Bát đều bị vòng xoáy hư không này từ trong huyền quan kéo vào, muốn ra ngoài cũng chỉ có cách là bắt đầu từ đây. Phong Thập Bát không kiêng kỵ gì cả, tiếp theo bay cả người nhảy vào trong vòng xoáy, tôi nhìn lại đảo Kim Ngao lần cuối, rồi nhảy theo sau. Sau khi nhảy vào trong, lập tức cảm thấy dòng hư không muốn xé toạc tôi ra, giống như muốn băm nhỏ tôi vậy, trước mắt tôi là một màu đen tối. Không biết qua bao lâu, trước mắt đột nhiên hiện lên luồng ánh sáng, sau đó hình ảnh phản chiếu ý chí anh linh của tôi xuất hiện dưới cờ chiêu hồn. Về lại huyền quan có cảm giác như trốn thoát cái chết, nhưng như tôi hiện giờ cũng không được tính là trùng sinh. Thức thần của tôi đã bị kiếm ma chém nát, toàn bộ biến thành mảnh vỡ, thần niệm rơi lả tả trong huyền quan rộng lớn, muốn tập hợp lại thức thần, cần thu về hết những mảnh vỡ thần niệm này. Việc này bản thân tôi cũng không làm nổi, phân thần của Phong Thập Bát thì có thể. Trong huyền quan của tôi gió ở khắp mọi nơi, tất cả những mảnh vỡ thần niệm đều trong phạm vi cảm nhận của ngài ấy. Lập tức ngài ấy khống chế sức mạnh của gió, tập hợp lại tất cả mảnh vỡ thần niệm, đúc lại cho tôi một thức thần hoàn toàn mới. Chương 426, Tâm hồn chi kỷ 2. Thức thần sơ đẳng, vẫn còn trong trạng thái chưa được thức tỉnh, chỉ đợi tôi đem hình ảnh phản chiếu của ý chí anh linh nhập vào trong là có thể thức tỉnh được. Tôi đi về phía thức thần, hợp nhất với nó. Phong tiền bối, có chuyện gì vậy? Tôi rất ngạc nhiên và hỏi. Sau khi thức thần được đánh thức, tôi cảm thấy sức mạnh thần niệm mạnh hơn vài lần so với trước. Cứ coi như là bất ngờ ta tặng cho ngươi. Trong huyền quan không chỉ có mảnh vỡ của thần niệm, mà còn có thêm của kiếm ma, ta đem chúng hợp nhất lại để tạo thành thức thần hoàn toàn mới. Đa tạ Phong tiền bối. Trong lòng tôi rất cảm kích, khom mình hành lễ. Còn 6 ngày nữa là tới ngày dạ quang tiêu tàn, ma tính trong mặt tối của mặt trăng sẽ thức tỉnh vào ngày đó, chúng ta ắt phải phòng bị cẩn thận A Lê. Phong Thập Bát nói, A Lê, tôi lấy làm lạ hỏi, vì Nguyệt Ma Tam Tiễn được bắn dưới tay của A Lê. Vừa nói dứt câu, phân thần của Phong Thập Bát biến thành một đạo hồng hoang thần niệm thoát khỏi huyệt thần đình rời huyền quan của tôi. Ngài ấy muốn rời đi, buộc phải đi qua cổng vào của huyền quan nội ngoại giao cảm. Tôi muốn rời khỏi huyền quan, chỉ cần tâm niệm nhất chuyển, thức thần sẽ biến mất trong huyền quan trở về trong thể xác. Khi thức thần quay lại thân xác, tôi từ từ mở mắt ra. Người tôi vẫn còn ở trên chiến trường, nhưng không còn nghe thấy tiếng kêu gào và giết chóc bên tai nữa. Rõ ràng, đại quyết chiến lần thứ nhất giữa ma đạo và Âm Sơn đã kết thúc rồi. Lúc này đã là nửa đêm, trăng sáng trên cao, tinh tú đầy trời. Có làn gió thổi qua, trong không khí còn thoảng mùi tanh nồng của máu. Không có ai ở xung quanh tôi cả, phía trước là một bóng hình đứng hiên ngang một mình. Đại chiến ma đạo kết thúc, thương vong hết sức nặng nề, vòng cốt cần thu lại, vết thương cần được chữa trị, người mệt mỏi ngựa cần dưỡng sức nghỉ ngơi. Thủy Hỏa đuổi hết mọi người đi, một mình ở lại bảo vệ tôi. Phong Thập Bát chỉ dự đoán sức mạnh sát quân thứ nhất của Âm Sơn đã đạt tới đỉnh cao cho phép của nhân gian trong thời đại mạt Pháp, nhưng lại không biết Thủy Hỏa sau trận chiến với Hoàng Kiêu cũng đứng ở vị trí tương tự. Vào điểm này, tôi có thể đọc được khi nhìn hình bóng của cô ấy từ phía sau. Thật mạnh mẽ chưa từng có. Thức thần mới nhập vào chưa được bao lâu, Thủy Hỏa đã cảm giác được, từ từ quay người lại. Ấn tượng về Thủy Hỏa, tuy rất lạnh nhạt, nhưng là mỹ nhân mang vẻ đẹp tự nhiên. Nụ cười nếu không gọi là xinh đẹp, thì khuôn mặt cũng được tính đẹp như tranh vẽ, khiến người khác thương nhớ. nhưng khi cô ấy quay người lại đối diện với tôi kinh ngạc hết sức. Đường nét ngũ quan không đổi, nhưng đôi mắt đen như quân cờ với con người màu xanh trứng ngỗng ngày trước đã biến mất, trong hốc mắt có hai ngọn lửa màu lam đang rực cháy, trông giống như ngọn lửa u tối của địa ngục. Đôi môi đen nhánh như mực lạnh lẽo hơn cả lưỡi kiếm, tà khí vùng trán trên lông mày làm người khác phải rùng mình. Tôi không còn nhìn thấy thiếu nữ Lâm gia 400 năm trước ở cô ấy nữa, thậm chí ma đạo phá quân hộ pháp Thiên Tôn năm đó cũng không nghĩ cô ấy mạnh mẽ độc lập như thế. Đây tuyệt nhiên không phải gương mặt của loài người, lẽ nào đây là dung mạo của tử thần? Tôi trầm lặng không nói, trong lòng cảm thấy chua xót. Mong rằng cô ấy chỉ thay đổi dung mạo, tâm ý hồi đầu vẫn còn. Anh không thích em của hiện tại, Thủy Hỏa nói trước, tôi trầm mặc, đáng tiếc, em sợ sẽ làm anh thất vọng, em không thể trở lại hình dáng ban đầu nữa. Ngươi là tử thần hay là cô ấy? Tôi hỏi, thái cổ tử thần đã diệt phong rồi, ngoài cô vợ phong thần của anh ra, trên thế giới này không còn tử thần nào nữa đâu. Thủy Hỏa nhàn nhạt nói, nghe cô ấy nói như vậy, cuối cùng tôi chắc chắn, đứng trước mắt tôi chính là Thủy Hỏa, bởi vì cô ấy nhắc tới vợ anh. Tử sinh khiết khoát, dư tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, dư tử giai lão. Lời nói ấy văng vẳng bên tai, chẳng qua đổi một diện mạo mà người đời không chấp nhận mà thôi. Khuôn mặt chỉ là vẻ bề ngoài, điều làm tôi yêu hơn là tâm hồn của Thủy Hỏa. Thực ra tính cách của tôi không hề kiên cường, trước khi thức tỉnh mệnh cách thất sát còn có vài phần hèn nhát, lang thang ở Quảng Đông trong vô định cũng là để trốn tránh. Sự kiên cường thêm phần ngang bướng trong tâm hồn Thủy Hỏa đã thu hút tôi ngay từ giây phút đầu tiên. Bạt tin dưới sông Hoàng Hà 400 năm, vẫn kiên cường, cô độc nhìn về ánh đèn hai bên bờ sông mà không hoang mang. Trong lòng của cô ấy, tôi không thấy tôi yếu đuối, mà còn nguyện ý vì cô ấy mà trở nên mạnh mẽ, cùng cô ấy kể vai nỗ lực trong trận chiến của ma đạo. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy, thà nói rằng đó là sự an ủi trong tâm hồn, thay vào đó là thuộc về linh hồn. Trái tim có thể có loại sở thích, có thể thích nhiều người. Thí dụ như Phật gia khiến tôi động lòng, Mộ Dung Nguyên Duệ khiến tôi tâm sinh ái mộ, thậm chí ban đầu khi nhìn thấy Khương Tuyết Dương cũng có cảm giác rất kiều diễm. Nhưng tâm hồn chỉ chọn một người, bởi vì tâm hồn không bị khống chế bởi bất kỳ ý thức nào, nên sự lựa chọn của nó là duy nhất. Tâm hồn tri kỷ của tôi, từ đầu tới cuối chỉ có một người là Thủy Hỏa. Rất nhiều cặp vợ chồng trong nhân gian, có thể từ tình yêu sâu đậm đến sự vô vị nhạt nhẽo, thờ ơ, thậm chí còn có thể quay lưng lại với nhau, nhưng tâm hồn tri kỷ vĩnh viễn không bao giờ gặp phải vấn đề này. Bởi vì nó không bị kiểm soát bởi tâm ý, đó là sự nhất thiết đối với tâm hồn. Đạo lý này thực ra tôi nên hiểu rõ từ đầu mới phải, tại sao sau khi Thủy Hỏa phong thành tử thần còn nằm mơ nhắc tới cô ấy là vợ của Tạ Lan tôi, tại sao bất luận cô ấy có lạnh nhạt như thế nào nhưng trong lòng vẫn dành cho tôi sự dịu dàng đặc biệt. Chỉ cần tâm hồn không thay đổi, tình yêu cô ấy dành cho tôi cũng sẽ không thay đổi. Nếu đã như vậy, thì tôi còn để ý dung mạo tử thần của cô ấy làm gì. Đi nào, trời không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Nghĩ thông rồi, tôi chủ động lên trước kéo tay Thủy Hỏa nói. Đi đâu cơ, Thủy Hỏa hỏi, quân trướng, không qua đó đâu, em muốn dẫn anh tới một nơi. Có chuyện này từ lúc mình kết hôn vẫn chưa làm được, tối nay em muốn làm. Chương 427, Sát Sư Chi Nhật 1. Lúc tôi cùng Thủy Hỏa ngự không phi hành, giống như hai chú chim dạ oanh bay dưới bầu trời đầy sao, hướng về phía nam. Thủy Hỏa không nói sẽ đưa tôi đến nơi nào, tôi chỉ biết đuổi theo cô ấy. Ma đạo qua Ngọc Môn quan tiêu hao cũng gần 2 ngày mới tới Âm Sơn, tôi và Thủy Hỏa ngự không phi hành, chỉ dùng không tới 1 giờ đã bay về tới Ngọc Môn quan. Ngọc Môn quan, ban đầu là do Hán Vũ Đế mở đường tới Tây Vực, thiết lập 4 quận Hà Tây lúc đó, vì Tây Vực thua Ngọc Thạch nên lấy tên như hiện giờ, từ xa xưa đây là nơi đóng quân chống ngoại tộc xâm lược của Trung Nguyên nhân tộc. Lúc này tôi và Thủy Hỏa đứng dưới cổng thành, ngước mắt nhìn ra xa, chỉ nhìn thấy xung quanh khắp nơi là đầm lầy, khe rãnh ngang dọc, trường thành uốn lượn, đèn hiệu thẳng đứng. Hồ dương thẳng tắp, nước suối trong xanh, dưới ánh trăng nó tỏa sáng như cổ quan hùng vĩ, làm cho tâm trí con người ta trăm cảm xúc lẫn lộn, hoài cổ cũng tự nhiên sinh ra. Thành quan chia ly cũng nhiều lần, xoay mình nhìn sang người thương bên cạnh, trong lòng tôi dần dần nảy ra sự ấm áp. Ban đầu tôi còn cảm thấy thương xót khuôn mặt tử thần của Thủy Hỏa, vì từ đầu tới cuối tôi không thể nào quên được đôi mắt lạnh lùng có thể nhìn xuyên thấu như hồ nước lạnh giá mà cô ấy đã từng có. Nhưng lúc này khi tình yêu trào dâng, tôi cảm thấy ngọn lửa xanh lam trong mắt của cô ấy cũng trở nên đa tình dịu dàng hơn. Khi bạn thực sự yêu ai đó từ trong tâm hồn, mọi thứ về cô ấy đều đẹp đẽ. Bởi thứ bạn yêu không phải là vẻ ngoài trẻ trung mà là tâm hồn của cô ấy. Ngọn lửa xanh lam luôn chuyển động không ngừng, nhưng vẫn không thể nhảy ra khỏi vành mắt của Thủy Hỏa. Tôi chăm chú nhìn kỹ lại ngọn lửa xanh lam trong mắt Thủy Hỏa, thì phát hiện ngọn lửa chính là thần quang trong mắt của cô ấy, không có nhiệt độ. Đi qua ảo giác của ngọn lửa, tôi nhìn thấy hai con ngươi như hai viên ngọc bích trong vành mắt của Thủy Hỏa. Con ngươi lấp lánh ánh sáng màu xanh, tạo nên sức quyến rũ vô tận, chỉ nhìn thôi cũng đủ si mê luôn rồi. Vốn dĩ khuôn mặt của Tử Thần cũng không hoàn toàn hung ác, chỉ là không phải tất cả mọi người đều cảm nhận được sự dịu dàng của Tử Thần. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi tràn đầy niềm hạnh phúc. Anh còn muốn nhìn bao lâu nữa? Thủy Hỏa nhẹ nhàng nói. Cả đời. Nói xong, tôi thở nhẹ một tiếng rồi ôm cô ấy vào trong lòng, hôn lên đôi môi của cô ấy. Bờ môi của Thủy Hỏa sắc bén như dao, tôi giống như đang hôn mũi dao lạnh giá, ngay cả không khí cô ấy hít thở cũng mang lại cảm giác lạnh thấu xương. Lúc đầu còn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng chẳng mấy chốc tôi đã bị thu hút bởi cảm giác lạ lẫm mới mẻ này. Cô ấy cũng động lòng, đôi môi hơi mở khẽ, chạm vào môi của tôi, si mê quấn lấy. Điều làm tôi bất ngờ là, phản ứng của Thủy Hỏa mãnh liệt hơn tôi tưởng. Trước đây chúng tôi luôn phải kiềm chế mỗi lần thân mật, vì biết rằng không thể đi tới cuối cùng, nhưng dường như lần này cô ấy đã quên đi điều cấm kỵ đó. Không chỉ hôn tôi một cách cuồng nhiệt, cơ thể quyến rũ của cô ấy cũng dính chặt lấy tôi, đụng chạm. Càng hôn càng say đắm, hơi thở ngày càng nhiều, nhưng bộ áo giáp xương cốt hắc kim của cô ấy đã ngăn cản mọi mưu đồ của tôi. Rất nhanh cô ấy cũng hiểu được điều này, rời khỏi vòng tay của tôi, sau vài phút bình tĩnh rồi hỏi, anh có biết tại sao em đưa anh tới đây không? Tại sao? Vì đứng ở đây có thể nhìn thấy vận đổi sao rời thời thế thay đổi. Ngọc Môn Quan ở mặt đất cao của sa mạc, đứng trên đỉnh thành quan sát thấy, sa mạc, cát, thảo nguyên, đầm lầy, rừng cây, sông ngòi đều trong tầm mắt, sa mạc ngày nay có thể đã từng là những cánh đồng dâu. Em đưa anh tới, là muốn cho anh biết, dù em có biến thành thứ gì, em mãi là vợ của anh. Đừng nói cửa ải hiểm yếu này, dù là thời thế thay đổi, nhưng cũng không thay đổi được lòng em. Thủy Hỏa có đủ tư cách để so sánh bản thân mình với thành quan, vì dù sao cô ấy cùng là tướng phá quân của ma đạo, cũng là vạn lý trường thành của ma đạo. Ban đầu, nếu không phải phá quân hộ pháp Thiên Tôn tử trận tại Âm Ty, trận chiến phong thần không biết còn kéo dài bao nhiêu năm nữa. Trong lòng tôi lấy làm cảm kích, ôm cô ấy lại lần nữa. Sau khi yên lặng bên nhau một lúc, ngọn lửa không cam tâm trong lòng tôi lại bùng lên. Thủy Hỏa, em đã từng nghe về một bài thơ. Bài thơ nào? Hoàng Hà viễn thượng bạch vân gian, nhất phiến cô thành vạn nhân sơn. Khương địch hà tụ oán dương liễu, xuân phong bất độ ngọc môn quan. Tạm dịch Hoàng Hà giữa mây trắng xa trên, có cô thành lẻ loi vạn thành sơn, khương địch không hề oán cây dương liễu, gió xuân không qua ngọc môn quan. Em nhớ, kiếp trước có nghe tiên sinh giảng qua trên học đường. Thế anh muốn hỏi em gió xuân có thể qua ngọc môn quan lúc nào nhỉ? Thủy Hỏa nghe vậy toàn thân run rẩy, cúi đầu lặng im không nói gì, cho dù cô ấy có cúi đầu, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ngọn lửa xanh lam trong mắt cô ấy nhảy lên dữ dội. Chương 428, Sát Sư Chi Nhật 2. Trong thân hình Tử Thần, giờ không còn kiêng kỵ âm dương, làm chồng của em cũng nhiều năm rồi, làm chồng có phải cũng nên hành xử có chút quyền lực phải không? Vâng, đợi khi trận chiến Âm Sơn kết thúc, em sẽ theo ý nguyện của anh. Thủy Hỏa cất giọng đáp lời, nói tới trận chiến Âm Sơn, cơn nóng trong lòng tôi lắng xuống, thậm chí còn cảm thấy có chút áy náy. Kẻ địch còn trước mắt, không thể ham mê tình yêu nam nữ được. Tiếp đó tôi và Thủy Hỏa nhắc tới đầu đuôi về câu chuyện thoát chết của tôi lần này, từ lúc mới bị kiếm ma chém nát thức thần, đến thế giới trong cờ chiêu hồn, ảo ảnh đảo Kim Ngao của ma đạo, kết thúc nói tới phong thập bát vì tôi làm lại thức thần. Cuối cùng, tôi nhấn mạnh tới trong trận chiến Âm Sơn ma đạo sẽ gặp hai cửa ải khó khăn. Lang Xuyên Quân không đáng sợ, để hắn chiến đấu với 10 vạn đệ tử Âm Sơn chính thống, ma đạo ngày nay không còn yếu đuối như ban đầu nữa. Thủy Hỏa nghiêm nghị nói, sau khi cô ấy ngưng kết thành bất tử chi thân, sức mạnh tăng vọt lên, cái danh Tử Thần thật là xứng đáng mà. Không chỉ có cô ấy, Thủy Hỏa nói sát thần Lâm Thanh Thủy và ngân hồ Bạch Vô Nhai của ma đạo cũng đột phá tới cảnh giới nửa bước thiên tôn, hai đại sát thần hiện giờ rất xứng danh. Đều là cảnh giới nửa bước thiên tôn, Lâm Thanh Thủy và Bạch Vô Nhai có thể ở vai trò cực tàn nhẫn người cản giết người Phật cản giết Phật. Binh lực ma đạo tuy là đã qua nhiều trận chiến khổ cực đã giảm đi rất nhiều, nhưng tổng thể sức mạnh lại không giảm mà tăng. Chiến tranh chính là phương thức tu hành tốt nhất, cũng là thử thách tốt nhất. Thủy Hỏa, còn có 6 ngày nữa là tới ngày Dạ Quang Niết Bàn, tới lúc đó Quỷ Tiễn Phùng Mông có thể thức tỉnh thành công ma tính trong mặt tối của mặt trăng, sợ là chúng ta phải tự mình đánh cướp rồi. Mặt tối của mặt trăng ở Thái Cổ Nguyệt Ma có sức mạnh kinh người, bản tôn giáng thế đối với ma đạo mà nói đó là một thảm họa. Nhưng bản tôn Thái Cổ Nguyệt Ma không thể tái sinh, cùng lắm thì Phùng Mông chỉ có thể thức tỉnh một phần ma tính của cô ta, sức mạnh có hạn bắn không được vài tên đâu. Thủy Hỏa nói, hoặc cũng có thể chỉ cần 3 mũi tên là đủ giết chúng ta. Tôi nói, trước đây có thể, nhưng hiện giờ tuyệt đối không thể. Thủy Hỏa nói, 3 mũi tên Nguyệt Ma căn bản không giết được cô ấy, cũng không giết được tôi. Giờ cô ấy đã ngưng kết ra bất tử chi thân rồi, trừ khi Thái Cổ Nguyệt Ma tái sinh, nếu như 3 mũi tên bắn cùng lúc, cô ấy cũng có thể tiếp chiêu được. Tôi có vận mệnh, sau khi thức thần thu thập được thân niệm của kiếm mà đối với thất sát pháp quy mà tính cũng lĩnh ngộ được nhiều phần, thất sát nắm trong tay sự hỗn loạn, mũi tên của Nguyệt Ma khó lòng khóa nổi tôi, còn muốn giết tôi cũng không dễ dàng gì. Tuyết Dương thì sao? Tôi nói, Tuyết Dương có thể đã có sát thân, vì 6 ngày nữa là ngày Dạ Quang Niết Bàn, đó cũng là một ngày rất đặc biệt trong huyền học. Thủy Hỏa suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi nói, ngày gì vậy? Ngày Trục Nguyệt Sát Sư. Tu vi của Khương Tuyết Dương toàn bộ là trận pháp, mà trận pháp không thể tách rời với vận dụng phong thủy tứ tượng thổ khí. Cái gọi là ngày Trục Nguyệt Sát Sư chính là giết thầy phong thủy. Khương Tuyết Dương tu hành phong kế thần thông thuật pháp, đạo của Tham Lang cũng có liên quan tới gió, cho dù ngày hôm đó cô ấy không dùng trận pháp, bản thân cũng phạm điều cấm kỵ. Trên trời có ngôi sao tên La Hầu, ở ngày sát sư, sao La Hầu phạm tới Tham Lang, đó cũng là điều bất lợi cho Khương Tuyết Dương. Như vậy, Khương Tuyết Dương chắc chắn khó thoát sát kiếp. Ngoài ra, nếu như 3 mũi tên Nguyệt Ma do A Lê bắn ra, Khương Tuyết Dương là sư phụ của A Lê, tên cũng phạm vào. Có thể hóa giải không? Nghe xong tôi liền hỏi, không thể hóa giải, trừ khi chúng ta giết Quỷ Tiễn Phùng Mông trước ngày sát sư, cứu A Lê ra. Khương Tuyết Dương tuyệt đối không thể chết, nếu cô ấy chết, mệnh bàn sát phá lang chắc chắn hỏng, đến ngày ma đạo nổi lên với nhiều biến số, kể cả bây giờ đã thất bại hoàn toàn đánh mất đi vận mệnh. Ngày thứ hai, tôi và Thủy Hỏa cùng nhau đi thăm Khương Tuyết Dương, đề nghị cho xuất binh ngay, bước xuống núi Bình Lang, tấn công Âm Sơn Tổ Đình. Đỉnh của Quỷ Tiễn nơi Quỷ Tiễn Phùng Mông sống nằm sau Âm Sơn Tổ Đình, cần tiêu diệt Âm Sơn Tổ Đình trước. Đệ tử ma đạo vẫn chưa hồi phục hẳn, Âm Sơn Tổ Đình được canh gác cẩn thận, có rất nhiều loại âm độc trận pháp là những cái bẫy vô tận, lại còn có 10 vạn đệ tử Âm Sơn chính thống canh cổng. Lúc này không nên vội vàng tới gần, cần phải từ từ. Khương Tuyết Dương nói, không kịp rồi, còn có 6 ngày nữa là ngày sát sư rồi, nếu như không thể giết Quỷ Tiễn Phùng Mông trong vòng 6 ngày cứu A Lê ra, cô chắc chắn phải chết. Thủy Hỏa lạnh lùng nói, cái gì? Nghe thấy thế Khương Tuyết Dương sửng sốt hỏi. Chương 429, Công tả Âm Sơn 1. Chuyện được đăng tải duy nhất trên trang đình này có ngư. Vui lòng đừng sao chép khi chưa có sự đồng ý của trang chủ. Khương Tuyết Dương nghe chúng tôi kể xong câu chuyện Nguyệt Ma Tam Tiễn và sát sư, thì trầm mặc hồi lâu. Hiện giờ tuyệt đối không phải thời điểm tấn công Âm Sơn Tổ Đình, chiến lực của Lang Xuyên Quân đã bị đánh giá thấp nghiêm trọng rồi, Hoàng Kiêu chẳng qua chỉ là quỷ chết thay mà hắn kéo xuống thôi. Chiến lực của 10 vạn đệ tử chính quy Âm Sơn dù có quyết đấu trực diện với ma đạo đều bất phân thắng bại, nên ma đạo hiện giờ căn bản không thể vây đánh Âm Sơn Tổ Đình. Khương Tuyết Dương nói, có gì mà khó khăn cơ chứ, đừng quên rằng bây giờ tôi đã đạt được thân thể bất tử. Thủy Hỏa nói, thân thể bất tử thì sao, 10 vạn đệ tử đích hệ của Âm Sơn kia gần như toàn bộ có tu vi từ hợp đạo trở lên, đều nắm giữ sức mạnh đại đạo pháp tắc, đừng nói là cô, đến cả Thiên Tôn thật sự cũng không dám xem thường uy lực sát phạt của bọn chúng đâu. Không chỉ những điều này, còn có trận pháp, đại đạo pháp tắc cùng thuộc tính có thể mượn trận pháp dung hợp với nhau, công kích pháp tắc có tia bức xạ pháp trận mạnh mẽ cho dù là đạo thể của Thiên Tôn cũng không dám chống đỡ. Ma đạo cũng đâu phải chỉ có một mình tôi, Tạ Lan lần này đã có được một cơ duyên lớn, ma đạo uy vọng dâng cao, kiếm khí vẫy vùng. Tôi biết vợ chồng hai người liên thủ sát phạt vô song, nhưng cô có biết hiện giờ phát động tấn công Âm Sơn thì đệ tử ma đạo phải hy sinh bao nhiêu người không? Chỉ trải qua trận chiến đêm qua, hồ tộc Thanh Khâu đã gần như toàn bộ bị tiêu diệt, đệ tử người Âm tử thương nghiêm trọng, tinh lực của Bạch Hà Sầu đã chạm ngưỡng giới hạn, vô số chiến tướng cũng mình đầy vết thương. Nếu như chỉ vì an nguy của một mình tôi mà mạo hiểm xuất binh đánh Âm Sơn, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Khương Tuyết Dương trầm giọng nói, ha ha, có phải cô đã quên cô chính là Tham Lang của ma đạo rồi không? Nếu cô chết rồi, sát phá lang chắc chắn sẽ mất, vận mệnh ma đạo trong thoáng chốc sẽ tận diệt. Thời đại mạt Pháp sắp đến hồi kết. Không có sát phá lang tam phương tứ chính, chỉ dựa vào 2 vị thiên tôn có đủ năng lực bảo hộ cả ma đạo hay sao? Thủy Hỏa lạnh lùng hỏi, chỉ cần cô và Tạ Lan có thể tranh thủ thời gian trước khi thời đại mạt Pháp kết thúc mà chứng thiên tôn, ma đạo sẽ không nhất định bắt buộc phải mượn sự trợ giúp của mệnh bàn sát phá lang. Tuyết Dương, tôi vẫn luôn cho rằng cô hiểu rõ về sát phá lang, thì ra cô căn bản không hề hiểu. Là ý gì? Khương Tuyết Dương ngơ ngác hỏi, cô cho rằng mối liên kết giữa chúng ta chỉ có mệnh bàn thôi sao? Nghe Thủy Hỏa nói câu đó, Khương Tuyết Dương lại trầm mặc lần nữa. Sát phá lang là linh hồn 3 vị kiêu hãnh tuyệt thế và độc lập. Hỗn loạn của thất sát, sát phạt của phá quân, sự nham hiểm của tham lang. Bản chất 3 linh hồn đã định sẽ thu hút đối phương, dung hợp cùng nhau, tương tự nền tảng vững chắc như kim tự tháp của tam đạo, không thể tách rời. Linh hồn bù đắp và tương tác hỗ trợ, tác dụng này cũng được dùng trên phương diện tình cảm. Cho dù tôi và Thủy Hỏa có lợi hại đến mức không cần sự giúp đỡ từ mệnh bàn để dẫn dắt ma đạo quật khởi, nhưng nếu Khương Tuyết Dương chết rồi, cũng sẽ trở thành niềm hối tiếc suốt cuộc đời chúng tôi. Phá Quân không nguyện ý gả cho đạo tổ, không chỉ bởi vì Cửu U nữ đế. Ngài ấy dám yêu dám hận, Cửu U nữ đế làm sao trở thành chướng ngại vật, nguyên nhân không muốn gả đi, bởi vì ngài ấy không nhẫn tâm để Tham Lang chịu đựng cô độc một mình mà thôi. Thủy Hỏa nói, Tham Lang trời sinh mệnh cô quả sớm đã quen với cô độc, nguyện vọng lớn nhất của ngài ấy chính là nhìn thấy Thất Sát và Phá Quân có thể kết thành vợ chồng sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Đáng tiếc hai người họ đều lần lượt chết trước mặt Tham Lang, đã khiến Tham Lang hộ pháp Thiên Tôn chịu đựng sự đả kích nặng nề. Khương Tuyết Dương rơi nước mắt nghẹn ngào nói, hai cô ấy đều có ký ức của tiền kiếp, những gì nói ra cũng là tình cảm giữa Phá Quân và Tham Lang của kiếp trước. Tuy rằng tôi không có, cũng thấu hiểu tâm tình của họ hiện giờ. Thật ra, lúc đảo Kim Ngao bị bao vây, Tham Lang đủ năng lực thoát thân, nếu ngài ấy muốn chạy trốn, thiên đạo cũng không có cách nào khóa chặt đường đi của ngài. Thế nhưng ngài ấy không chạy thoát, mà lại lựa chọn cùng chìm sâu với đảo Kim Ngao. Thất Sát và Phá Quân đã rời xa nhân thế, Tham Lang cũng không nguyện ý đơn độc sống một mình. Cô sở hữu ký ức của Tham Lang hộ pháp Thiên Tôn, tất nhiên thấu hiểu cảm xúc lúc đó của ngài ấy, tôi nói cho cô biết, nếu như cô chết, tôi và Tạ Lan cũng sẽ như vậy. Thủy Hỏa đanh thép nói, Khương Tuyết Dương nếu như muốn lấy thân ứng kiếp, tôi tuyệt nhiên không cách nào chấp nhận nổi. Không có cô ấy thì đã không có tôi bây giờ, cũng sẽ không có ma đạo như hôm nay. Chương 430, Công tả Âm Sơn 2. Học đạo tại toàn chân giáo 2 năm, hầu như cùng cô ấy sớm chiều bầu bạn bên nhau. Quỳ bái một người làm thầy, cũng không màng đến sống chết. Mối liên kết đầu tiên của chúng tôi là tình cảm sư đồ, sau đó mỗi người đều thức tỉnh, khai mở ra mệnh cung Sát Phá Lang. Tuy rằng tôi không còn gọi cô ấy là sư phụ, nhưng tình cảm lại bền chặt hơn trước đây rất nhiều. Tôi trùng sinh ở núi Không Minh quay về Hàn Hoang, khi nhìn thấy trong phòng cô ấy treo đầy áp cấm bộ, tôi mới biết cô ấy bận lòng về tôi như thế nào. Phần tình cảm này không hề liên quan đến tình yêu, tất cả đều là tình thân. Đáng tiếc, đây chỉ là suy nghĩ của một mình tôi mà thôi, ngay giây phút tôi thấm thía sai lầm của mình, Khương Tuyết Dương đã rời khỏi nhân thế rồi. Khương Tuyết Dương trần trừ không hạ quyết tâm, chính lúc đó Bạch Hà Sầu đi vào. Lâm tướng quân, toàn quân đệ tử ma đạo đều đã vào vị trí, chuẩn bị xuất phát. Tốt lắm, chuẩn bị tác chiến. Thủy Hỏa ra lệnh, bước ra khỏi quân trướng của Khương Tuyết Dương, tôi nhìn thấy đệ tử ma đạo tôi đã dàn trận sẵn sàng. So với lúc rời khỏi Ngọc Môn, ma đạo hiện giờ không thể được gọi là một đại quân. Khoảng 1 vạn đệ tử người Âm nay chỉ còn lại không đến 5.000 người, 4.000 chiến sĩ hồ tộc Thanh Khâu gần như toàn quân bị tiêu diệt. 10 vạn đại quân vong hồn đã hy sinh một nửa ở trận chiến hẻm núi Hắc Phong, trải qua cuộc đụng độ hôm qua còn sót lại 4 vạn người. Ngoại trừ 4 vị tướng Phong Lâm Hỏa Sơn ra, toàn bộ đều được Long Hồn Hạo Kỳ của Thủy Hỏa thu vào bảo dưỡng tinh thần tập trung lực lượng. Chiến tranh giữa ma đạo và Âm Sơn, vốn dĩ đều xem vong hồn làm chủ lực. Nếu không chỉ dựa vào đệ tử người Âm ma đạo và hồ tộc Thanh Khâu, căn bản không có sức mạnh để khai chiến. Khương Tuyết Dương mới đầu vẫn không thể hạ được quyết tâm, nhưng ra khỏi quân trướng liền phát hiện đệ tử ma đạo đã chuẩn bị sẵn sàng ra trận, trong lòng chỉ còn cảm giác xúc động ngậm ngùi. Ma đạo không có Khương Tuyết Dương, sẽ phải đối diện với nhiều gian nan thử thách khi tìm cách tiếp tục sinh tồn sau khi thời đại mạt pháp kết thúc, những đệ tử ma đạo đang đứng trước mặt đồng thời cũng sẽ hy sinh nơi xa trường, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Về điểm này Thủy Hỏa vừa mới nhắc qua với cô ấy rồi, chỉ là vì cô ấy mềm lòng vẫn không đồng ý chấp nhận mà thôi. Phía trước chính là Lang Sơn, Thủy Hỏa bằng lòng cùng chư vị cùng chung hoạn nạn. Thủy Hỏa đứng trước đội quân, hướng thanh đao về hướng Lang Sơn dõng dạc tuyên bố. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng, chúng tướng sĩ đồng thanh hô lên, âm thanh chấn động trời xanh. Không hề có bất kỳ nghi hoặc nào, chính là đạo thống lĩnh quân đội của tướng Phá Quân ma đạo, cũng là tín ngưỡng chiến tranh mà Phá Quân ngưng kết được. Chỉ cần Phá Quân vẫn còn đứng tại đây, ma đạo chưa từng thiếu hụt chiến ý. Lang Sơn, cung Lang Vương, cung chủ cung ma dục Lạc Thủy Tiên Tử và can diện La Sát đang đứng bên ngoài mật điện sâu thẳm trong cung Lang Vương, mặt không cảm xúc lắng nghe những tiếng hét than khóc thảm thiết của các đồng nữ thốt lên. Bên trong mật điện, Lang Xuyên Quân toàn thân lõa thể, hai tay tóm lấy một đồng nữ, điên cuồng rút cạn nguyên âm của đồng nữ. Theo sự phát triển từ những thứ tà ác xấu xí ghê tởm của hắn, thân thể non nớt của đồng nữ bắt đầu xuất hiện vô số phù văn đen xì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bởi vì quá đau đớn mà méo mó, yết hầu không tự chủ phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Cuối cùng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, thất khiếu đồng thời chảy ra máu đen. Thấy vậy, Lang Xuyên Quân đem đồng nữ ném xuống đất, bên dưới không biết đã có bao nhiêu xác đồng nữ chất chồng lên nhau, vị đồng nữ kia chính là người cuối cùng. Hắn không tham chiến, bởi vì ma công cửa chuyển nguyên âm mà hắn tu luyện đã đi đến bước đột phá quan trọng nhất. Lang Xuyên Quân cũng không hề hy vọng Hoàng Kiêu có thể giúp hắn đánh thắng cuộc chiến với ma đạo, Hoàng Kiêu chẳng qua chỉ là quỷ chết thay mà hắn kéo vào, thay hắn tranh thủ một chút thời gian. Mà giữa lúc Hoàng Kiêu đang thống lĩnh đại quân quyết một trận sống chết với ma đạo, Lang Xuyên Quân vẫn luôn trốn trong mật điện điên cuồng rút cạn nguyên âm của đồng nữ. Tính cách Lang Xuyên Quân nham hiểm độc ác, sớm đã cấu kết với Hồ Vĩ Đạo Tôn chuẩn bị ứng phó, 10 vạn đích hệ tinh anh đã tụ tập đầy đủ tại Âm Sơn tổ đình, chỉ đợi hắn ra hiệu lệnh bất cứ lúc nào cũng có thể giết thẳng xuống Âm Sơn. Hai cô ả kia đã đợi khá lâu, đến tận khi trong mật điện không còn tiếng gào thét, rồi Lang Xuyên Quân mới từ trong mật điện sải bước ra ngoài. Xuất phát, theo ta đến tổ đình bái kiến lão tổ. Âm Sơn, trên quảng trường thánh điện lão tổ, 10 vạn đệ tử đích hệ Âm Sơn đã chờ đợi sẵn sàng. Những kẻ này mới thật sự là đội quân chủ lực của Âm Sơn, vượt xa đám tà môn ngoại đạo mà Lang Xuyên Quân đã sử dụng trước đó. Đám ô hợp này nắm giữ những pháp thuật thần thông cao thâm nhất của Âm Sơn Pháp Mạch, cũng hưởng thụ nguồn tài nguyên tu luyện quý giá nhất của Âm Sơn Pháp Mạch. Chiến lực của mỗi tên đều đạt cảnh giới hợp đạo, mỗi một tên trong số chúng đều có sức mạnh đại đạo pháp tắc của riêng mình. Cho dù có là nhân đạo và tiên đạo cũng tập hợp được 10 vạn đoàn quân hợp đạo, Âm Sơn làm được là bởi vì Âm Sơn không tham gia cuộc chiến phong thần. Ưu thế của nhân đạo và tiên đạo do họ sở hữu nhiều cao thủ đỉnh phong và nắm rõ nội tình bên trong, nếu chỉ xét về chiến lược đạo binh, khi thời đại mạt Pháp chưa kết thúc thì hai bên vĩnh viễn không sánh bằng Âm Sơn. So về cao thủ đỉnh phong, thì Âm Sơn Pháp Mạch thua kém xa rồi. Nhân đạo tam thập lục động thiên đều là những cường giả nửa bước thiên tôn xuất sắc, đương nhiên tiên đạo thất thập nhị phúc địa cũng tương tự như vậy. Ngoại trừ những điều này, nghe nói Tạ Lưu Vân đã nhận được thiên kiếm chân truyền kiếm tiên Lữ Thuần Dương, mà Mộ Dung Nguyên Duệ dựa vào 3 phần pháp thân đã chạm ngưỡng đỉnh phong nửa bước thiên tôn. Hải ngoại tiên sơn, đạo tàng ghi chép lại vô số pháp bảo pháp khí cũng bị nhân tiên hai đạo tranh giành phân chia. Dù suy bại nhưng ảnh hưởng của họ vẫn còn dai dẳng ở nơi này, cho dù tổ đình hai đạo nhân tiên không mở, mỗi bên đều tự có năng lực xóa sổ sự tồn tại của Âm Sơn. Bọn họ đều có biện pháp xử lý, chỉ mỗi ma đạo tôi không hề có những lợi thế, nhưng mà thiên đạo cứ muốn giao kiếp nạn này vào ma đạo một mình giải quyết, đoạt cơ duyên trong quy khư về tay hai đạo nhân tiên. Thời khắc này, Hồ Vĩ Đạo Tôn trong thập nhị sát đã đợi trong thần điện lão tổ hồi lâu. Lão tổ có phản ứng gì không hả? Lang Xuyên Quân hỏi, thắp hương nhưng ngài không nhận. Hồ Vĩ Đạo Tôn đáp, để ta thử xem sao. Nói rồi, Lang Xuyên Quân đi đến phía trước tượng thần lão tổ, quỳ hai gối xuống đất, thắp lên 3 nén nhang. Lửa nhang chỉ cháy trong thoáng chốc đã ngay lập tức bị dập tắt, Âm Sơn lão tổ không nhận. Đây là có ý gì? Lang Xuyên Quân hỏi, hai ý, hoặc là lão tổ không bằng lòng dùng thần niệm bảo hộ chúng ta, hoặc là đang nói trận chiến này chúng ta không thể thắng được. Không thể nào có chuyện chúng ta thua, mà đạo chỉ còn sót lại vài vạn tàn binh, làm sao có thể so sánh với đại quân đích hệ của Âm Sơn chúng ta chứ? Công yếu thủ mạnh, làm sao có thể bại trận được? Phàm chuyện gì cũng sẽ có biến số, tướng phá quân ma đạo đã ngưng kết ra thân thể bất tử của tử thần, đạo tổ Tạ Lan có vận mệnh trên người, cuộc chiến này có biến số vô cùng khó lường. Hồ Vĩ Đạo Tôn suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ cần kiềm chân ma đạo 6 ngày thôi, sát phá lang ắt có kiếp nạn diệt thân. Chương 431, Vòng hồn ý chí 1. Đợi đại quân ma đạo ồ ạt tiến đến Lang Sơn, Lang Xuyên Quân đã không còn ở đó nữa. Chỉ lưu lại Lang Sơn vô số thi thể nằm la liệt. Nội cung Lang Sơn thi thể chất chồng như núi, trong mật điện những xác chết đồng nữ càng khiến người ta run rẩy trước sự tàn độc đáng sợ của nơi này. Không phải tất cả mọi người đều có nhân tính. Giống như trước đây Huệ Hương từng nói, người biết sự khủng khiếp của loài quỷ bao nhiêu, thì quỷ hiểu lòng người độc ác bấy nhiêu. Âm Sơn Pháp Mạch tu luyện âm thuật sớm đã sa lầy vào con đường tà đạo, cung Lang Sơn nhiều mật điện, quỷ vương tông, quỷ tu môn và cung ma dục đều bố trí ở đây. Động tàng thi, hố thiêu thi, huyết trì, xưởng huyết nhục, tụ âm địa, trong hố vạn quỷ và cung ma dục chứa đầy diễm thi. Giải thích diễm thi là thi thể của mỹ nữ trẻ tuổi. Hết giải thích, cảnh tượng máu me ghê rợn xác chết nằm la liệt khắp nơi, nếu như có nơi nào muốn gọi là địa ngục trốn nhân gian, chính là hiểm họa Âm Sơn. Cho dù ban đầu vào thời đại hỗn loạn người và quỷ bất phân đều không có ác độc tà môn như Lang Sơn, đơn giản là bọn chúng đã mất hết nhân tính tàn nhẫn kinh tởm đến cực điểm. Đi hết một vòng Lang Sơn, những cảm xúc phẫn nộ dồn nén trong ngực tôi khiến tôi không thể thở được. Tại sao bọn chúng có thể tàn nhẫn độc ác đến thế, làm ra chuyện ác tày trời thế này? Tôi căm phẫn hỏi. Bởi vì thiên đạo pháp tắc, Thủy Hỏa lạnh giọng trả lời, thiên đạo pháp tắc, tính ác của con người không có cách nào bị loại bỏ, bởi ác vì tồn tại mà sinh ra, đây chính là cái gọi thiên đạo pháp tắc. Nếu như nhân gian thật sự chỉ có chân thiện mỹ, không có tử vong bệnh tật, vậy thì theo sự phát triển sinh sôi nhanh chóng của con người, chỉ thoáng chốc nhân gian sẽ không thể tiếp nạp sự tồn tại của con người nữa. Vì thế mới sinh ra đại kiếp tai ương, có chiến tranh có mất mùa, có người ác việc ác. Vậy không phải nói đạo môn nhập thế cứu người chính là sai lầm hay sao? Tôi hỏi, không có đạo môn hành thiện trừ ác, đại kiếp sẽ không kết thúc, đến lúc đó chúng sinh sẽ rơi vào bờ vực diệt vong. Thủy Hỏa nói, thật sự đạo lý này mà đạo tổ sư sớm đã thông suốt rồi. Nguyên nhân tại nhân gian vẫn luôn tồn tại ba loại đạo nghĩa, không ai có thể thuyết phục được ai, chính là bởi vì mỗi bên đều có lý do tồn tại của họ. Vô vi nhi trị của nhân đạo, chính là bởi vì đã sâu sắc thấu hiểu nhân gian không thể xóa sạch mọi tội ác, không cách nào cảm hóa được tất cả mọi thứ. Có người làm điều ác vì nhân tố hậu thiên, ví dụ những người bình thường bị quỷ vương tông tẩy não. Có kẻ ác hình thành từ trong xương cốt, sinh ra đã là kẻ ác rồi. Giải thích câu vô vi nhi trị nghĩa là dù bản thân không làm gì cả nhưng vẫn như không gì là không làm. Thiên nhiên trời đất vốn đã được vận hành theo lẽ tự nhiên, nếu chúng ta tác động vào một yếu tố nào đó sẽ làm đảo lộn chu trình trên. Câu nhân tố hậu thiên là những ảnh hưởng từ hoàn cảnh xung quanh tác động đến mỗi cá nhân. Hậu thiên vẫn còn cơ hội cảm hóa, nhưng bẩm sinh thì căn bản không có cách nào loại trừ. Vô vi nhi trị không đại biểu nhân đạo sẽ không có bất kỳ hành động nào hết, họ vẫn sẽ ứng kiếp, chỉ là dùng thái độ bình tĩnh quan sát mọi việc để đi hành thiện trừ ác. Tôn ti cao thấp của tiên đạo đã cởi mở khá nhiều rồi, tôn ti cao thấp tương tự phá bỏ quan niệm về thiện ác do ý thức chủ quan của cường giả phán quyết. So với điều đó mà nói, giáo nghĩa của ma đạo từ khi bắt đầu đã xung đột gay gắt với thiên đạo pháp tắc. Nếu như thiên đạo pháp tắc là đúng đắn, vậy thì giáo nghĩa ma đạo chúng ta chẳng phải đã sai rồi sao? Ma đạo tổ sư cũng vì điều này nghi hoặc rất lâu, bởi vì ngài ấy cũng phát hiện ra không cách nào xóa sổ cái ác triệt để, với lại càng không thể tiêu trừ.